chương 21. Bắt lương loạn hay không, bắt lương vương định đoạt. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Cái đại sự gì? Nhiễm tử tiếng nhướng mày, trực tiếp là đi ra ngoài, hắn ngược lại muốn xem xem đến cùng xảy ra chuyện gì, để chính mình quản gia như vậy bối rối. Tại cái này bắt lương, coi như là bắt lương vương cũng không dám tùy tiện động chính mình, còn có cái gì có thể lấy uy hiếp chính mình không được. Lão gia, bắt lương thế tử lâm vật ngay tại bên ngoài cấp cho đất đai trong tay chúng ta không ít cố nông đều chạy tới bọn hắn muốn cho chính mình làm ruộng không cho chúng ta làm việc quản gia một mặt hoảng sợ cũng không biết cái lâm vật này làm cái quỷ gì rõ ràng cấp cho đất đai cấp cố nông lần này một hơi chạy nhiều người như vậy nhiễm gia ruộng đồng đều tê liệt đây chính là chân chính đại sự nếu như trễ giờ xử lý lời nói năm nay thu hoạch nhưng là ngâm nước nóng cái gì Nhiễm tử tiếng nghe tới sửng sốt một chút, nhìn không được câu mày nói. Cho cố nông cấp cho đất đai, đây là tình huống như thế nào, chẳng lẽ lâm như tùng vốn liếng không cần, muốn trợ giúp dân chúng. Nói đùa cái gì, cái này đất đai rõ ràng cũng có thể cấp cho cho người khác, lâm vật thật là điên rồi đi. Còn có những cái này cố nông cũng là ngu xuẩn, bọn hắn thế nhưng chính mình liền đất đai đều không có, lại dám chạy tới lâm vật nơi đó, chẳng lẽ không sợ chính mình không cho bọn hắn hoạt kiện ư? không phải, nghe nói là đem đất đai thả cho bách tính, bách tính có thể chính mình gieo trồng, hàng năm chỉ cần nộp lên năm thành cho lâm vật liền có thể. Quản gia giải thích nói. Năm thành. Nhiễm tử tiếng lông mày nhịn không được nhíu lại, này bằng với đem mặt khác năm thành cho dân chúng, cái này khó tránh khỏi có chút quá hào phóng. Thế này sao lại là cấp cho đất đai, rõ ràng liền là thu mua nhân tâm. Bất quá gia hỏa này từ đâu tới đất trống, vương phủ đều có nhân chủng lấy hiện tại hắn rõ ràng còn muốn phát cho dân chúng cũng không thể đem chính mình cố nông cho trục xuất a à. cái này quản gia cẩn thận từng ly từng tí nhìn chính mình lão gia một chút hắn nhưng là rõ ràng chính mình cũng không ít ở nơi này đây lâm vật làm như vậy quả thực liền là đánh lão gia mặt hắn kiên trì giải thích nói lão gia những cái này không phải bắt lương vương phủ đây đều là lâm vật lúc trước giành được hiện tại hắn trực tiếp lấy ra, đó là không có chút nào đau lòng a. À. Cái gì, hắn đem đất của ta lấy ra thu mua nhân tâm. Nhiễm tử tiếng vẫn không nói gì, một bên nhiễm siêu đã là đột nhiên đứng lên, trực tiếp tức giận đến không được. Vậy cũng là lão tử, hắn lâm giật tự nhiên không đau lòng. Những cái này đại bộ phận đất đai thế nhưng hắn làm trở về, lâm giật tên này quả thực liền là khinh người quá đáng. Hắn nguyên bản còn chuẩn bị qua một đoạn thời gian, đem đất đai cầm trở về, không nghĩ tới lâm giật lại là tính toán như vậy, cái này chính mình chẳng phải là không về được. Hắn nhìn hướng phụ thân của mình, cao mày nói. Phụ thân, đây tuyệt đối không thể để cho hắn làm như vậy, bằng không sau đó ai còn đem chúng ta nhiễm da để vào mắt A. À? Đây là đánh chính mình mặt A. À? Hư. Nhiễm tử tiếng cũng là sắc mặt khó chịu, tuy là hắn chướng mắt điểm này thu nhập, nhưng là mình đồ vật bị người khác cầm lấy đi, cái này nhưng là để trong lòng hắn khó chịu. Hắn trầm giọng nói. Đã hắn lâm giật có thể tiêu diệt những cái này màu đen thế lực, vậy chúng ta cũng có thể tới một lần, đến lúc đó chịu tổn thất, cũng không phải là chỉ có chúng ta, mà muốn tăng thêm lâm như tuần. Ý tứ gì? Nhiễm siêu một mặt mộng bức, thế nào chính mình phụ thân lời nói để người nghe không hiểu đây, những cái này thích khách cái gì không phải tiêu diệt hết à, còn muốn tiêu diệt cái gì? À, ngu xuẩn nhiễm tử tiếng trừng nhi tử mình một chút, một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép bộ dáng, cả giận nói. Ngươi cho rằng vì cái gì bắt lương thành loạn như vậy, bắt lương vệ nhưng vẫn không có đối bọn hắn động thủ ư. Không phải nói bắt lương vương bởi vì vợ chết, nhi tử bất học vô thuật, nguyên cớ không quan tâm quản lý ư. Nhiễm siêu suy tư một chút, đưa ra hai cái đáp án. 3. Nhiễm tử tiếng trực tiếp là vỗ hắn một bàn tay, cười lạnh nói. Ngu xuẩn, ngươi tin tưởng lý do này ư? Ta. Nhiễm siêu vô ý thức muốn trả lời tin tưởng, bất quá nhìn thấy chính mình trong mắt phụ thân sát khí, tranh thủ thời gian là ngậm miệng lại, tỉ mỉ suy tư lên. Đột nhiên hắn con ngươi co rụt lại, thất thanh nói. Phụ thân, chẳng lẽ là đây là Bắc lương vương cố tình, hắn vì cái gì làm như vậy a? À? Nhìn thấy chính mình phụ thân gật đầu, nhiễm siêu cảm giác chính mình tam quan bị lật đổ, Rõ ràng thật là Bắc Lương Vương cố tình đổ nước, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, chẳng lẽ Bắc Lương Vương là kẻ ngu không được. A, à, Bắc Lương thượng tận nhân vật ở giữa có một câu, ngươi yêu cầu nhớ kỹ. Lời gì? Bắc Lương loạn hay không, Bắc Lương Vương định đoạt. Nhìn xem con của mình, Nhiễm Tử tiếng nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Lẩm bẩm. Nhiễm Siêu nuốt một ngụm nước bọt, đột nhiên cảm thấy rùng mình như thế nói đến lời nói chính mình những động tác kia chẳng phải là đều là bắt lương vương biết đến ngoạ tàu đây cũng quá dọa người đi hơn nửa ngày phía sau hắn vẫn là không nhịn được hỏi phụ thân đây là vì cái gì a à? rất đơn giản bắt lương quá mức ổn định hoàng thượng liền không yên lòng nếu như ngươi là bắt lương vương lời nói ngươi sẽ làm thế nào nhiễm tử tiếng uống một ngụm trà cười lấy nói Nhiễm siêu bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai là dính dáng đến hoàng thượng, khó trách Bắc lương vương đều muốn mặc kệ Bắc lương loạn tượng. Nếu như Bắc lương một mảnh an ổn lời nói, vậy liền đại biểu Bắc lương vương sâu đến dân tâm, như thế hoàng thượng có thể yên tâm mới là lạ, như thế nói đến lời nói e rằng cũng thật là Bắc lương vương cố tình làm. Như vậy vấn đề tới, phụ thân nói cũng muốn tiêu diệt một lần thích khách, đây là ý gì đây? Chẳng lẽ nói? Cơ hội tốt, ta hiểu ra. E rằng những cái này cái gọi bàn phái thế lực bên trong, cũng có bắt lương vương người A, đây cũng là vì cái gì bắt lương vương dám mặc kệ bọn hắn làm sự tình nguyên nhân. Bởi vì ngay từ đầu những cái này đều có hắn người, đối với cái gọi loạn tượng hắn cũng là rõ như lòng bàn tay. t, -t, -t. Tốt một cái đáng sợ bắt lương vương lâm như tùng, đây cũng quá giảo hoạt, người trong thiên hạ đều bị hắn lừa A. Lão gia hỏa này giấu đến thật sâu A. Nhiễm tử tiếng gật đầu một cái cười lạnh nói, lâm giật tiểu tử này không phải đã kích thích khách nha, vậy chúng ta liền cho hắn đẩy một cái, để hắn đem lâm như tùng bộ hạ thế lực cũng diệt, nhìn không đem lâm như tùng tức giận đến thổ huyết. nhiễm siêu hai mắt tỏa sáng, nếu như lâm như tùng biết nhi tử mình động lên người của mình, cái kia phỏng chừng thật muốn tức chết, những thế lực này bồi dưỡng lên, nhưng là muốn tiêu phí không ít tâm tư lực, phụ thân một chiêu này thật sự là cao a như vậy coi như là bắc lương vương cũng tìm không ra trả thù chính mình nhiễm gia lý do phụ thân ta biết nên làm như thế nào ta liền phái người tiến đến an bài hắn hưng phấn nói nhiễm tử tiến lắc đầu trầm giọng nói chuyện này ngươi không thể đích thân làm bằng không không bài trừ vết mắt đỏ lâm giật liền ngươi một chỗ dết. hiện tại hắn chết nắm lấy thích khách một chuyện không thả đem ngươi giết cũng là giết phí công thân phận mình tại bắc lương vốn là mẫn cảm nếu như con trai mình tự thân xuất mã lời nói, tất nhiên sẽ bị trước tiên phát hiện. đến lúc đó lâm giật đoán chừng là sẽ bạo tẩu. nhìn con mình có lĩnh ngộ bộ dáng, hắn không kềm nổi hơi hơi gật đầu, hy vọng tiểu tử này sớm một chút tiến bộ a, à, bằng không đây chính là không tư cách tiếp nhận nhiễm gia. nhiễm gia tồn tại vốn chính là đặc thù, nếu như con trai mình năng lực chưa đủ lời nói, chỉ sợ cũng muốn đổi một cái trương gia hoặc là vương gia. nhân vật chính phần đầu gà mờ dần trưởng thành phần sau bá đạo lưu, lưu ý đây là chuyện hậu cung ngựa giống, anh em không thích mời rẻ trái. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 22 Khâm sai đại thần, thánh chỉ đến. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Trong miệng nhiễm tử tiếng Bắc Lương Thế Tử, giờ phút này cũng là tại hưởng thụ lấy Bắc Lương Bách Tính độ cao tán dương. Tại trong lòng Bách Tính, Lâm vật đã là chưa từng học không thuộc bắt Lương Vương con trai, thăng lên đến đại tự đại bi, thương cảm bách tính, đồng thời có lòng hiệp nghĩa bắt lương thế tử. Đối mặt thích khách, hắn vượt khó tiến lên. Đối mặt bách tính, hắn sinh lòng thương hại. Hắn liền là bắt lương thế tử lâm giật. Vô luận là đầu đường vẫn là cuối hẻm, thậm chí trong tử lâu, nâng lên thế tử lâm giật, đó cũng là không người không giơ ngón tay cái lên, thế tử để bắt lương thành một mảnh an bình, còn để bách tính đã có hy vọng. Trên đường cái, nhận lấy đến đất đai bách tính, mỗi một cái đều là vẻ mặt tươi cười, phát ra từ nội tâm hưng phấn. Vốn là bọn hắn chỉ là ông lấy thử một lần thái độ, không nghĩ tới lại là thật, cái này chính là bọn hắn sinh thời, gặp được lớn nhất kinh hỷ, cả đám đều nhìn không được trên đường hoang hô lên. Cấp cho đất đai lại là thật, thế tử không có nói láo, mọi người nhanh đi rút thăm A. À. Ta rút được hai mẫu đất, thế tử uy vũ. Ngươi vận khí thật tốt, ta liền không rút đến, bất quá vương phủ tặng ta một cái an ủi thưởng, tốt xấu cũng có một đồng tiền đây. Ha ha ha, ta cũng rút được, thế tử thật là người tốt, người trong thiên hạ đều hiểu lầm hắn. Hắn không chỉ là sẽ chơi, trong lòng hắn cũng cùng phụ thân hắn đồng dạng có chúng ta bách tính. Tuy là muốn nộp lên một nửa lương thực, nhưng mà đây cơ hội là đem cho chúng ta, thế tử nhân từ A. Còn không phải sao, những cái kia cái gì quan viên cũng không có quản qua chúng ta sống chết ta muốn đem nữ nhi của ta cho thế tử làm nha hoàng thần a ngươi nhất định phải phù hộ thế tử rất nhiều bách tính vẫn luôn không có đầy đủ đất đai tại nhận lấy đến đất đai một khắc này cũng nhịn không được khóc lên đó là một loại vui đến phát khóc cảm giác toàn bộ trong lòng đều là ấm áp bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới quan tâm nhất chính mình bách tính lại là vị này trong truyền thuyết bất học vô thuật thế tử nguyên lai thế tử cũng không phải là bất học vô thuật chẳng qua là thế nhân đối với hắn hiểu lầm mà thôi. một cái học chánh cũng cướp được một mẫu đất, nhìn không được cảm thán nói. thế nhân đều nói thế tử không đức, nhưng mà ai có thể nghĩ tới nhất bách tính nghĩ, cũng là ta bắt lương thế tử, thế nhân có mắt không trồng a? À. hắn dẫn tới một đám người phụ họa, cũng chỉ có thế tử chủ động đem đất đai cấp chính mình những người dân này, người khác không chiếm dân chúng đất đai cũng không tệ rồi. chỗ không xa lâm vật một đoàn người chính giữa xa xa quan sát đến bên này dân chúng lời nói hắn tự nhiên nghe vào tai không kềm nổi là cảm thán không thôi dân chúng thật là quá đáng yêu chỉ cần cho bọn hắn một tia hy vọng bọn hắn đều sẽ ghi tạc trong lòng chính mình lần này có lẽ sẽ tổn thất một điểm lợi ích nhưng mà chí ít không thẹn với lương tâm bất quá nói thật hắn nguyên cớ đem những cái này đất đai cấp cho ra ngoài trên thực tế cũng là không muốn hao phí quá nhiều tinh lực tại phía trên chỉ dựa vào làm ruộng lời nói nuôi dưỡng người một nhà còn có thể nhưng mà muốn nuôi dưỡng toàn bộ bắt lương thành người nhiều ít vẫn là khó khăn cùng chính mình tìm người gieo trồng còn không bằng trực tiếp là để bách tính hỗ trợ gieo trồng chính mình thu lấy một chút lương thực là được đã kiếm lời lương thực cũng kiếm lời danh tiếng đây tuyệt đối là có lời lại nói chính mình thế nhưng tương lai bắt lương vương đối tương lai mình con dân tốt đi một chút cũng không có vấn đề gì đi hắn vô ý thức mở ra chính mình hệ thống, chỉ thấy trùng thiên kim quang, kém chút không đem ánh mắt của hắn cho sáng mù, thanh âm nhắc nhở càng là bên tai không dứt, trực tiếp là muốn nổ tung. Ta trời, đây là bao nhiêu người bị chính mình lấy đức phục người a? À? Đinh Chúc mừng ký chủ lấy đức phục người, chịu đến bắt lương bách tính trương tam yêu quý, thu được khoai tây ba cái. Đinh Chúc mừng ký chủ lấy đức phục người, chịu đến bắt lương bách tính vương ngũ yêu quý, thu được khoai tây ba cái. Đinh Chúc mừng ký chủ lấy đức phục người, chịu đến bắt lương thư sinh vương sơn hỏa kính trọng, thu được chính chương số học. Đinh Chúc mừng ký chủ lấy đức phục người, chịu đến người đốn củi trương núi yêu quý, thu được cây táo mầm một khỏa. Đinh Chúc mừng ký chủ lấy đức phục người, chịu đến cố nông trương xuân khuếch trương tự nội tâm cảm tạ, thu được lưỡi cây. Trong đầu không ngừng truyền đến tin tức nhắc nhở, không có chỗ nào mà không phải là tại nói cho hắn biết những người dân này tiếng lòng chính mình làm như vậy tuyệt đối là có giá trị lần này tính phục chính mình người trọn vẹn có hơn ba vạn người tuy là những người này phần lớn là người thường nguyên cớ ban thưởng soát ra cũng đều là một chút vật nhỏ nhưng mà không chịu nổi người nhiều a à. chỉ là khoai tây liền được gần vạn cân lại thêm một chút cái khác ban thưởng khiến lâm giật lúc trước tràn ra đi lợi ích nháy mắt gấp trăm lần liền trở lại khiến hắn không kềm nổi là hít sâu một hơi, cái này tỷ lệ báo cáo thật sự là quá đáng sợ, một đợt này dùng người khác ruộng đồng hồi báo bách tính, tuyệt đối là chính mình lựa chọn chính xác nhất. Cho người con cá không bằng chỉ người cách câu. Chính mình cho những người dân này hy vọng, quả nhiên là công đức vô lượng A. À. Nhìn thấy sự tình giải quyết phía sau, cũng không có người tới quấy rối, lâm giật không kềm nổi là gật đầu một cái, về tới trong vương phủ bất quá vừa mới ngồi xuống uống một ngụm trà liền thấy trương long từ bên ngoài vội vàng chạy vào tình huống như thế nào vội vàng hấp tấp thế tử bên ngoài tới khâm sai đại thần nói là tuyên độc thánh chỉ trương long giải thích nói khâm sai đại thần nghe được câu này mọi người nhộn nhịp biến sắc tất cả mọi người đều có chút ít khẩn trương lên thế tử lần này đại khai sát giới phía sau không ít người đều vạch tội thế tử lần này sứ giả không phải là tới vấn tội a à. Thế tử, muốn hay không muốn triệu tập đội ngũ? Điều mùi ngươi a à, đều cho ta trấn định một điểm. Không sai đại thần lại như thế nào, nơi này chính là Bắc Lương. Chỉ có lâm giật bình tĩnh tự nhiên, hắn lớn nhất tiền vốn liền là chính mình phụ vương, chỉ cần mình phụ vương không ra vấn đề, cái kia bất luận kẻ nào đều không làm gì được chính mình. Cái này cái gọi thánh chỉ nhiều nhất cũng bất quá là khiển trách mà thôi thật muốn động mình, một cái khâm sai đại thần nhưng vô dụng. Mọi người nghe vậy bừng tỉnh hiểu ra, mới vừa rồi còn thất kinh trương long càng là kinh hỷ nói. Đúng a, à, nơi này chính là chúng ta bắt lương, đều là người khác sợ chúng ta mới đúng. Nơi này chính là vương gia hang ổ, hoàng thượng tới nơi này nhưng cũng bất hảo dùng, lời này tuy là ly kinh bản đạo, nhưng mà rất có đạo lý, tại Bắc Lương, thế tử là tuyệt đối an toàn. Hàng Tùng cũng là cười lấy gật đầu, tại Bắc Lương muốn động Bắc Lương Thế Tử, bao nhiêu là có chút không biết tự lượng sức mình. Lúc trước những cái kia thích khách cũng là như thế, căn bản đều không có gần đến Thế Tử bên cạnh, nếu như không phải Thế Tử thân thể vốn là không được, nguyên cớ bị kinh sợ hôn mê bất tỉnh, bằng không căn bản sẽ không hôn mê. Lâm giật khẽ gật đầu, trầm giọng nói. Đi thôi, chúng ta liền đi nhìn một chút vị này khâm sai đại nhân, xem bọn hắn đến cùng trong hồ lô muốn làm cái gì. Đại Ninh Hoàng đế đã chuẩn bị động bắt lương, như thế tất nhiên sẽ không dừng tay. Hiện tại chính mình chặt đứt hắn một chút phía sau màn hát thủ, như thế lần này không sai chỉ sợ cũng là sau này thủ đoạn. Hắn thật sự có chút hiếu kỳ, Hoàng đế sẽ thế nào xuất thủ đây? Một bộ truyện khá ổn về mô phỏng. Mình có não, biết cách dùng kim thủ chỉ để đạt được tối đa lợi ích cho mình. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 23 Tây Lương Hậu, Thần Nhạc Công Chúa. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Vương Phủ trong phòng khách, khâm sai một đoàn người đã là tiến vào Vương Phủ, giờ phút này hải đường chính giữa phân phó người dân trà đây. Bất quá thì vệ của Vương Phủ ánh mắt nhìn xem bọn hắn, nhưng không thế nào hữu hảo, từng cái chỉ kém đi lên đâm bọn hắn mấy đau. Khiến xem như khâm sai đại thần trương tuệ sinh như ngồi bàn chông, cảm giác toàn thân đều không thoải mái những cái kia vương phủ thị về ánh mắt nhìn hắn, càng làm cho hắn không rét mà run, trong lòng cuồng loạn không thôi. Hắn hiện tại có chút hối hận lúc trước ra mặt. Làm sao vậy, đại nhân không thoải mái. Hải đường trên mặt hiện lên mỉm cười, cũng là giả vờ quan tâm nói. Hư. Trương Tuệ Sinh không có nói chuyện, nữ tử này nhìn ánh mắt của hắn cũng để cho hắn tê cả da đầu, cho nên nàng ngược lại nước trà đều không uống, sợ nàng hạ dược, đối với nàng lời nói, hắn tự nhiên cũng là không muốn phản ứng. Hắn trầm giọng nói. Nhanh để các ngươi thế tử đi ra tiếp chỉ A, à, bản quan còn có sự việc cần giải quyết tại thân, tuyên xong chỉ liền phải trở về. Nơi này hắn là một khắc đều không muốn ngay người, cảm giác toàn thân đều không thoải mái, vẫn là sớm một chút trời đi A. À. Bằng không chính mình trong triều vạch tội lâm giật sự tình truyền ra lời nói, e rằng lâm như tùng sẽ không bỏ qua cho chính mình, nguyên cớ nhất định cần phải nhanh lên một chút trời đi ta đã tới. Lâm giật chậm chậm đi vào phòng khách, lấy thân phận của hắn tự nhiên không cần sợ hãi một cái khâm sai, cho dù hắn là hoàng đế sứ giả, vậy cũng chỉ là sứ giả mà thôi. Hô! Nhìn thấy lâm giật bộ dáng, trương tuệ sinh khẽ trao mày, bản năng cảm giác tiểu tử này cực kỳ phách lối, nhưng cũng không có để ý, hiện tại hắn nhất định cần phải nhanh lên một chút tuyên xong chỉ tiếp đó chạy trốn. Nơi này thật sự là quá nguy hiểm. Bắc Lương Thế Tử Lâm Dật tiếp chỉ. Chiếu viết. Bắc Lương Thế Tử Lâm Dật tuyệt thế chi tài, có thể đoạn đại sự, không câu nệ tiểu tiết, có tướng tài khí, sâu đến trẫm tâm, phong làm Tây Lương hậu. Mặt khác trẫm dưới gối có trưởng công chúa thần nhạc công chúa, chờ gã khuê trung, đặc biệt chiêu thế tử lâm Vật làm trưởng công chúa phò mã. Ngoà tao. Nghe được cái thánh chỉ này phía sau, lâm Vật không kềm nổi là mi tâm nhảy một cái tốt một cái lý an lang rõ ràng đối chính mình sử dụng mỹ nhân kế vẫn là dùng chính mình trưởng công chúa xuất thủ một chiêu này thật sự là có chút tàn nhẫn nhìn như là ngợi khen chính mình trên thực tế thì là muốn đem chính mình giam lỏng ở kinh thành a đối với cái gì rửa sạch bắt lương thành vị hoàng đế này càng là nâng đều không nâng một câu hiển nhiên chết mấy ngàn người căn bản không bị hắn để ở trong lòng nếu như nói hắn không biết lời nói vậy cũng sẽ không đem chính mình phong làm tay lương hậu đây là rõ ràng muốn ly gián chính mình phụ tử thì ra a à. về phần khen chính mình cái gì tuyệt thế chi tài cái gì có thể đoạn đại sự cái gì không câu nệ tiểu tiết hắn càng là khịt mũi coi thường quyển này nghiêm chỉnh nói hưu nói vượng hoàng đế tuyệt đối không có ý tốt nhìn thấy lâm vật không tiếp chiêu trương tuệ sinh cắn răng nói thế tử hoàng thượng đối thế tử cực kỳ trọng thị còn mời thế tử thu thập một chút cùng bản quan hội kinh a sau đó ngài thế nhưng ta đại ninh trưởng công chúa Phò Mã Gia. Hư. Lâm giật nhìn hắn một cái, lão tử tin ngươi ta, nếu như tin tưởng ngươi cái tên này nói bậy, e rằng sau đó đều khó trở về Bắc Lương đi. Một khi chính mình tiến vào kinh thành lời nói, e rằng Lý An Lan tìm kiếm nghĩ cách đều sẽ đem chính mình ở lại kinh thành làm con tin. Cùng một cái hoàng đế nói cái gì thân tình đạo lý, vậy đơn giản liền là tự làm mất mặt bất quá hoàng thượng dùng thánh chỉ để tự mình làm phò mã, cái này còn thật không phải tốt như vậy cự tuyệt, còn lại là tại chính mình phụ thân không có ở đây dưới tình huống, cái kia càng là không tốt thao tác a. À. Suy tư chốc lát, hắn bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Chủ kiến đã có. Lâm giật ho nhẹ một tiếng phía sau, theo sau trịnh trọng nói. Mang tộc không diệt, lấy gì làm nhà? Mang tộc giết mẫu thân của ta, bản thế tử từ nhỏ đã lập chí muốn tiêu diệt cái này bắt vực mang tộc, cái này thề thiên địa chứng giám, tha thứ ta không thể tuân mệnh. Lời vừa nói ra, chẳng những là trương tuệ sinh một mặt mộng bức, người khác càng là trận mắt hốc môn. Đại nghĩa như vậy lẫm liệt thế tử, bọn hắn nhưng chưa bao giờ thấy qua, hơn nữa bọn hắn thế nhưng một mực đi theo thế tử, thế tử lúc nào lập thề đó a à? Trương tuệ sinh càng là một mặt ăn phân bộ dáng, tên này thật sự là quá không muốn mặt. Tiểu tử ngươi tại Bắc Lương sự tích người nào không biết, còn làm đến nhiệt huyết như vậy sôi trào, tiểu tử ngươi từ nhỏ lập chí giết địch, thế nào phía trước hơn 10 năm đều đang chơi, đây không phải đem lão tử làm đồ đần đi. Hắn cười khang nói. "Thế tử, đây chính là hoàng thượng thánh chỉ, ngài vẫn là đừng để ta khó làm." "Ý ta đã quyết, không cần nhiều lời." Làm mẹ báo thù, thiên kinh địa nghĩa, tin tưởng hoàng thượng sẽ lý giải ta. Lâm giật một mặt trấn định nói. Trương Tuệ Sinh còn muốn nói cái gì, liền nghe phía ngoài đột nhiên truyền đến một chấn thiên tiếng cười. Ha ha ha, tốt một cái mang tộc không diệt, lấy gì làm nhà, thế tử đây là trưởng thành A. Người tới trực tiếp xông vào phòng khách, những thị vệ kia lại không chút nào dám ngăn hắn. Mà nhìn người nọ phía sau, Trương Tuệ Sinh thì là sắc mặt đại biến, nguyên bản chuẩn bị nói bị hắn nuốt xuống, không dám lại nói. Lâm Dật cũng nhận ra người này, người này chính là Bắc Lương Bộ Hạ đứng thứ hai đại tổng quản Vương Tử Văn, cũng là một cái đem chính mình xem như người nhà lão gia tử, không nghĩ tới hắn rõ ràng đích thân trở về. Vương Thúc, ngươi trở về. Ha ha ha, thế tử làm ta Bắc Lương tìm ra nhiều như vậy gian tế thích khách, vương gia để ta trở lại thăm một chút, không nghĩ tới liền gặp được khâm sai đại nhân tuyên độc thánh chỉ, thật là thật trùng hợp a. À. Vương Tử Văn đối Lâm Dật khẽ gật đầu, theo sau nhìn xem trương tuệ sinh cười nói về phần cái gì phò mã sự tình hắn nâng đều không nâng bắt lương thế tử làm sao có khả năng đi đại ninh vương triều làm phò mã làm gì cũng là thần nhạc công chúa gã tới mới phải ngạch trương tuệ sinh khóe miệng giật một cái trong lòng thì là một mảnh đắng chát cái gì gọi là thật là đúng dịp chỉ sợ ngươi lão gia hỏa này đã sớm biết ta lúc nào tới nguyên cớ chuẩn bị tại nơi này chờ ta a à. tốt một cái bắt lương vương Quả nhiên là một tay che trời, liền hành trình của mình đều là rõ như lòng bàn tay, quả thực liền là quá đáng sợ. Hắn nghĩ tới một cái vấn đề khác, cái kia chỉ sợ là chính mình ở kinh thành vạch tội lâm giật sự tình, bọn hắn chỉ sợ cũng đã đã biết a. À. Không được, nhất định cần phải nhanh lên một chút đi. Nghĩ đến đây, Trương Tuệ sinh nhắm mắt nói: đã thế tự giống như cái này lý tưởng hào hùng, vậy bản quan cũng liền không quấy rầy, ta còn có chuyện quan trọng tại thân nhất định cần phải lập tức quay trở lại. Núi cao đường xa, khâm sai đại nhân đi từ từ. Vương tử văn cười hít mắt gật đầu một cái, cũng là nói một câu để trương tuệ sinh như bị sét đánh lời nói. Đây là ý gì, chẳng lẽ bắt lương vương thật muốn đối tự mình động thủ? Hắn cũng không đoái hoài đến cái khác, trực tiếp là quay người liền mang theo sứ đoàn rời đi, theo sau càng là không ngừng không nghĩ chạy trốn. Lưu tại nơi này, thật sự là quá nguy hiểm vương tử văn danh xưng vương bán thành đây chính là một cái lão hồ ly cấp bậc nhân vật hắn tự nhiên có thể nhìn ra hoàng thượng dụng ý đến lúc đó tất nhiên sẽ đối tự mình động thủ nhìn xem bóng lưng của hắn vương tử văn không kềm nổi cười nói tiểu tử này phỏng chừng bị dọa phát sợ a à? còn thật cho là vương gia muốn giết hắn hắn thật là xem thường vương gia giết hắn lâm giật hơi sững sờ cái này phía sau hẳn là hoàng đế lý an lan a à? đây chỉ là một cái truyền lời người mà thôi vương tử văn gặp hắn mê hoặc cười lấy giải thích nói gia hỏa này ở trên triều đình vạch tội thế tử tại bắc lương thành đại khai sát giới bây giờ thấy ta trở về tự nhiên là sợ hãi cho nên mới sẽ gấp gáp như vậy đi đây nhân vật chính phần đầu gà mờ dần trưởng thành phần sau bá đạo lưu lưu ý đây là chuyện hậu cung ngựa giống anh em không thích mời rẽ trái tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả Chương 24. Bắt Lương Vương thí luyện. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện. Chấm audio. Móa. Lâm giật sắc mặt lập tức khó coi, gia hỏa này rõ ràng còn vạch tội chính mình, khó trách lúc trước cũng không dám nhìn mình mắt đây. Gia hỏa này lòng dũng cảm thật là lớn, vạch tội chính mình còn dám tới tuyên chỉ, thật sự coi chính mình không dám giết hắn a. Nhìn thấy chính mình thế tử nổi giận, Trương Long nháy mắt biến đến đằng đằng sát khí, trầm giọng nói thế tử ta liền đuổi tới giết hắn gia hỏa này lại dám tìm thế tử phiền toái quả thực liền là tự tìm cái chết không tệ người này chết tiệt hàng tùng cũng là một mặt âm trầm thế tử tốt như vậy người cũng muốn vạch tội người này nhất định cùng thích khách có quan hệ vương tử văn lắc đầu cười nói lên trời có đức hiếu sinh người này không cần phải để ý đến hắn các ngươi trước ra ngoài ta cùng thế tử có chuyện quan trọng cần Mọi người hiểu ngay, đây là đại tổng quản muốn truyền đạt vương gia ý tứ. Chuyện còn lại cũng không phải là bọn hắn có tư cách nghe, nguyên cớ nhộn nhịp đều rời đi phòng khách, liền bên ngoài trong coi thị vệ đều rút đi. Nhìn thấy chiến trận này, Lâm giật không kềm nổi cười nói. Vương thúc, chuyện gì muốn cẩn thận như vậy à? Cẩn thận không sai lầm lớn. Vương tử văn nói xong sau đó, tự mình rót một chén trà uống lên, nhìn không được phát ra một tiếng thở nhẹ thật nhiều ngày không có uống bắt lương thành nước trà vẫn là quê nhà nước dễ uống a à. lâm giật như có điều suy nghĩ nhìn tới vương thúc cũng biết vương phủ có chút gian tế nếu không cũng sẽ không cẩn thận như vậy chỉ là chính mình phụ vương có tin tức gì cho chính mình đây liền nghe đến vương tử văn cười nói trương tuệ sinh sự tình thế tử không cần phải để ý đến vương gia đã sắp xếp người đi kinh thành bọn hắn sẽ xử lý hắn đã sớm nhìn ra lâm giật khó chịu vì không cho hắn trì hoãn thời gian, nguyên cớ nhắc nhở một câu. Lẩm bẩm. Nghe được câu này, Lâm giật nháy mắt hiểu ngay, đây là không chuẩn bị chỉ giết hắn một người, muốn giết cả nhà của hắn. Tốt tàn bạo, tốt bắt lương A. À. Lâm giật cũng không nhịn được vì đó tạc lưỡi, chính mình lão cha đây cũng quá có quyết đoán, đều chuẩn bị đến kinh thành diệt môn, cái này tương đương với đối hoàng đế tuyên chiến đi. Nhìn thấy Lâm giật sắc mặt, Vương Tử Văn liền biết hắn đang suy nghĩ gì, giải thích nói. Người này cùng thích khách phía sau liên quan không nhỏ, coi như không phải bọn hắn chủ sứ, đó cũng là quan hệ không tầm thường, bằng không thì cũng sẽ không tại triều đình vội vã nhảy ra ngoài. Như vậy địch nhân, vương gia đương nhiên sẽ không thả hắn. Đại tướng quân không phải nói thích khách là nhiễm gia ư. Lâm giật thử dò xét nói. Hắn muốn biết cái này đại tướng quân từ trung đến cùng là tình huống như thế nào, hơn nữa đem tin tức để lộ cho chính mình nguyên nhân là cái gì nghe được nói lên từ trung vương tử văn trong mắt lóe lên một chút phức tạp cười nói từ trung người này có thể tin tưởng hắn là sẽ không làm trái bắt lương bất quá có thể hay không thuyết phục hắn liền muốn dựa vào thế tử thủ đoạn ý tứ này không cần nói cũng biết lâm giật cũng nháy mắt minh bạch sẽ không làm trái bắt lương nhưng mà cũng không có nghĩa là sẽ thần phục chính mình gia hỏa này là có chút không phục a à trong lòng hắn nhìn không được cười lạnh nói tốt một cái đại tướng quân hy vọng ngươi sau đó thức thời bằng không đừng trách bản thế tử không cần ngươi chơi bản thế tử nhưng không thiếu người có lấy đức phục người hệ thống tùy thời có thể soát ra võ tướng còn thật không thiếu một cái từ trung những thứ khác không nói ngay tại lúc này mã siêu cũng đủ để bằng được từ trung thậm chí chỉ có hơn chứ không kém nếu thật là không thức thời đó chính là tự chuốc nhục nhã nhìn thấy trong mắt của hắn bá khí trong lòng vương tử văn hơi động nhìn tới tiểu gia hỏa này còn không phục a à. hắn cười cười không có nói thêm cái gì mà là từ trong ngực móc ra một phong thư đưa cho lâm vật cười nói đây là phụ vương của ngươi đưa cho ngươi tin ngươi cẩn thận xem một chút đi trong này có hắn đối ngươi an bài bắt lương vương tin nghe được câu này lâm vật không kềm nổi là sửng sốt một chút vẫn là nhận lấy phong thư này bất quá trong lòng cũng là có chút không hiểu khẩn trương lên. Liền cần phải phụ thân sẽ nói cái gì đây? Chính mình làm ra chuyện lớn như vậy, hắn cái bắt lương vương này chỉ sợ cũng không dễ chịu, không phải là chữ mắng chính mình một hồi a. À. Bất quá làm hắn nhìn thấy tin phía sau, lâm vật không kềm nổi là khóe miệng co quắp một thoáng, thậm chí có chút im lặng. Tin rất đơn giản, chỉ có hai câu nói. Hảo tiểu tử, làm tốt lắm, không ném vi phụ mặt đã ngươi tiểu tử làm ra cái gì tay lương thiết kỵ muốn tự lập môn hộ vi phụ liền cho ngươi cơ hội này sau đó ngươi chính là tay lương thái thú mặt khác ngươi làm nhiều tiền như vậy vi phụ hắc qua không thể cổng vô ích ta chỉ cần bảy thành đối với cái này phong đơn giản thư lâm vật trực tiếp là nhìn choáng váng lão đầu tử cũng thật là trực tiếp sáng tỏ a à. chính mình làm ra chuyện lớn như vậy ngươi lão gia tử liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ cái này không khỏi cũng quá yên tâm con của mình đi. Mặt khác lão nhân gia ngươi lại muốn bẫy thành, đây cũng quá đen a. À. Lâm giật mặt đen thui, tức giận nói. Vương Thúc, ngươi nói cái này có sao cha ta càng thêm đen sao, mới mở miệng liền muốn bẫy thành, đây quả thực là ăn cướp trắng trợn. Ai, cha ngươi hiện tại cũng không dễ dàng, tình cảnh của hắn cực kỳ gian nan. Nếu như có thể cướp, hắn đã sớm cướp. Vương Tử Văn nhìn ra bất mãn của hắn, cười khổ nói. Lâm giật bừng tỉnh hiểu ra, nghĩ đến chính mình phụ thân có vẻ như muốn gánh chịu 10 vạn đại quân quân lương, nhìn tới thật là có áp lực. Hắn tức giận nói. Tính toán, cho hắn liền cho hắn A. À. Chẳng phải là tiền nha, coi như là chính mình sớm đầu tư, dù sao tiền này cũng là thu được tới tiền tài bất nghĩa, dùng đến khó giải quyết. Bất quá cái tay lương này thái thú là cái quỷ gì, có vẻ như bắt lương liền ba cái quần dường như không có tay lương một chỗ như vậy hắn lúc trước bù lại bắt lương kiến thức nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói qua một chỗ như vậy lão đầu tử không phải là lắc lư chính mình a à? hắn nhìn hướng vương tử văn cao mày nói vương thúc bắt lương dường như không có tay lương một chỗ như vậy a à? ai nói không có vương tử văn cười hắc hắc từ trong ngực trút ra một tấm bản đồ đưa cho lâm giật, cười nói đây là phụ vương của ngươi đưa cho ngươi bản đồ, phía trên liền có tay lương vị trí. Còn có bản đồ. Lâm giật hai mắt tỏa sáng, trực tiếp là nhận lấy bản đồ, rõ ràng là một cái thô sơ tột cùng bản đồ, phía trên trăm nguyên, bắc sông, Vĩnh Châu Ba Quận có thể thấy rõ ràng, về phần tay lương hắn còn thật không thấy. Hắn đều kém chút lấy ra kính lúc. Thẳng đến Lâm giật đem bản đồ trọn vẹn nhìn xong, rốt cục nhìn thấy cái kia cái gọi là tay lương, Vị trí này căn bản không tại Bắc Lương địa giới, mà là tại Bắc Vực mang tộc địa bàn. Hơn nữa cái này Tây Lương cũng không tại phía tây, mà là tại phía đông, nói trắng ra liền là tại Đại Ninh, Bắc Lương cùng Bắc Vực tam địa giao giới vị trí. Vị trí này thế nhưng có chút không hợp thói thường a. À. Hắn nhìn hướng Vương Tử Văn, cười nói: Vương thúc, cha ta làm cái quỷ gì? Đây là để ta đánh Bắc Vực mang tộc. Khá lắm, đây cũng quá để ý mình đi mang tộc chí ít cũng có ba bốn mươi vạn binh lực tiềm lực chiến tranh tối thiểu là vượt qua năm mươi vạn binh lực cha già để chính mình đi cướp mang tộc địa bàn hắn bây giờ hoài nghi chính mình có phải hay không thân sinh khụ khụ vương tử văn ho nhẹ một tiếng lúng túng nói cha ngươi nói đã ngươi tiểu tử làm ra tay lương thiết kỵ trắng trợn muốn tự lập môn hộ hắn liền cho ngươi một cái dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng cơ hội coi như kế thừa bắt lương vương thí luyện thí luyện. Lâm giật mặt đều xanh biết, lẩm bẩm nói. Khá lắm, ngươi cái này làm lão tử rõ ràng như vậy hố con tử, tốt xấu cũng phải cấp ta chuẩn bị cái 30 vạn đại quân A hiện tại để ta dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đánh mang tộc, độ khó này trực tiếp kéo căng A. Tuy là ta có hệ thống, nhưng mà ngươi bởi như vậy trực tiếp liền đánh mát cấp bắt vực mang tộc, nhiều ít vẫn là có chút lực bất tòng tâm A. Ha ha, nhìn đem tiểu tử ngươi hù dọa đến, Tây Lương trên thực tế chính là bắt vực thực lực chỗ yếu nhất, cuối cùng nơi này tam địa giao giới, mang tộc đối với nơi này khống chế cũng không mạnh. Vương gia đã giúp ngươi đánh xuống Tây Lương, còn có 10 vạn bắt lương thiết kỵ tại bên cạnh phối hợp tác chiến, nguyên cớ ngươi không có việc gì. Vương tử văn cười lấy nói. Nếu thật là để lâm giật một người đi lời nói, hắn cũng sẽ không đồng ý. Cuối cùng thế tử thế nhưng con trai độc nhất, nếu như không có một điểm bảo hộ lời nói, hắn cũng sẽ không mặc kệ thế tử đi chết. Tại Bạch Hổ Thành có 10 vạn bắt lương thiết kỵ, chỉ bằng một điểm này đủ để bảo đảm thế tử an toàn. Về phần còn lại một chút nguy hiểm, coi như làm là tôi luyện, đây cũng là cường giả ắt không thể thiếu quá trình. Một bộ truyện khá ổn về mô phỏng. Mình có não, biết cách dùng kim thủ chỉ để đạt được tối đa lợi ích cho mình. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả chương 25 Giả hủ, vũ mục di thư Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Nếu như là dạng như vậy, ngược lại có thể tiếp nhận Cuối cùng bên cạnh có 10 vạn bắt lương thiết kỵ, lại thêm tùy thời có thể chạy đến trợ giúp Chính mình tại cái này cái gọi là tay lương trọn vẹn không có vấn đề mới phải Tay lương thái thú liền tay lương thái thú, dù sao cũng hơn đi kinh thành làm phò mã tốt Lâm giật lấy qua bản đồ, cười lấy nói, chính mình có hệ thống tại thân tăng thêm mã siêu vương việc trợ giúp không hẳn liền không thể tại bắc vực đứng vững gót chân một ngày kia có lẽ có thể giúp mẫu thân mình báo thù đây cũng là chấm dứt một kiện tâm sự vương tử văn cười ha ha chế nhạo nói ha ha nghe nói thần nhạc công chúa chính là đại ninh đệ nhất mỹ nữ thế tử ngươi liền bỏ qua như vậy thế nhưng có chút đáng tiếc a à. đệ nhất mỹ nữ lâm giật sửng sốt một chút không nghĩ tới cái thần nhạc này công chúa lai lịch cũng không nhỏ. Chẳng những là đại ninh trưởng công chúa, vẫn là đại ninh đệ nhất mỹ nữ, hoàng đế này vì đối phó Bắc Lương, cũng thật là bỏ hết cả tiền vốn A. Không tệ, thần nhạc công chúa chính là hoàng thượng trưởng công chúa, nghe nói ba tuổi đi học thơ, sáu tuổi có thể đem kinh, sử, tử, tập thuộc nằm lòng, chín tuổi bái sư cầm thánh bá nha khảo, mười một tuổi một bài, tuyết hoa ngâm, dẫn bạo kinh thành. Vương Tử Văn cũng không có che giấu, đem thần nhạc công chúa tình huống nói mấy lần, để lâm giật không kềm nổi là mắt trợn tròn, nữ nhân này e rằng mới là nhân vật chính A. À. Cái này thành tựu cũng quá khoa trương, đều nhanh muốn viết thành liệt truyện đi. Thế nào, hối hận ư? Vương Tử Văn cười nói. Lâm giật lắc đầu, một mặt bình tĩnh nói. Tất nhiên không hối hận, ta cùng Bắc Lương có thể nói là có vinh cùng vinh, nếu như Bắc Lương xảy ra chuyện lời nói, ta cái này phò mã e rằng cái thứ nhất muốn bị xử tử. Không tệ, cái gì phò mã không phò mã đều là nói linh tinh. Đương kim hoàng thượng thế nhưng tạo phản lấy được giang sơn, hắn phụ hoàng đều bị hắn cho giam lỏng, huống chi là chính mình một cái con rể, phỏng chừng dết lên liền mắt đều không nháy một thoáng. Chỉ cần mình đủ cường đại lời nói, đem thần nhạc công chúa đoạt tới chính là, nguyên cớ hắn căn bản không hối hận. Thế tử đúng là lớn rồi. Vương Tử Văn cảm giác sâu sắc vui mừng, nhìn không được cảm thán nói. Chỉ bằng Thế Tử một câu nói kia tới nhìn, cũng có thể thấy được Thế Tử thật là trưởng thành, hơn nữa còn đã có được đầy đủ tầm mắt. Một cái cường đại Thế Tử, đối với Bắc Lương tới nói, tuyệt đối là tin tức tốt nhất. Điều này đại biểu Bắc Lương sẽ không biến mất, ngược lại là sẽ biến đến càng mạnh. Lâm giật cười ha hả, cười nói. Đúng vậy a, à, ta cũng nên trưởng thành, người cuối cùng sẽ lớn lên làm một cái thế tử trên mình trách nhiệm thế nhưng triểu nặng nếu như còn không lớn lên lời nói bắt lương liền phế vương tử văn cười ha ha hắn rốt cuộc biết lúc trước vì cái gì vương gia cười đến vui vẻ như vậy liền hắn đều cảm giác có loại nhà ta có tử sắp trưởng thành cảm giác thế tử trưởng thành đây là một cường giả bắt đầu thế tử cuối cùng bắt đầu con đường cường giả cùng vương tử văn hàn huyên một hồi phía sau lâm giật trực tiếp là về tới trong phòng mình mới chuẩn bị nằm ngủ, trong đầu hệ thống liền bị đánh thức, một cái để hắn ngạc nhiên tin tức nhảy ra ngoài, trực tiếp nổ tung. Đinh Chúc mừng ký chủ thành công lấy đức phục người, khuất phục Bắc Lương Vương thành bách tính, thu được Bắc Lương Vương thành đại lễ lớn. Ngoà tao. Vương thành cấp bậc đại lễ lớn. Lâm giật nháy mắt liền bị đánh thức, mưu đồ nhiều ngày như vậy thời gian, rốt cục hoàn thành nhiệm vụ này, thoáng một cái nhân phát chẳng qua trước mắt Bắc Lương Vương Thành có lẽ còn có địch nhân mới đúng, liền giống như nhiễm gia, hẳn là cũng xem như không thần phục, hệ thống là như thế nào phán định đây? Hệ thống nhắc nhở: Chỉ cần có chính thành nhân khẩu thừa nhận, liền ngầm thừa nhận ký chủ hoàn thành chinh phục. Nguyên lai like là dạng này, này ngược lại là tương đối nhân tính hóa, như vậy nói xong thành nhiệm vụ liền đơn giản nhiều. Mở ra cái này đại lễ lớn. Đinh chúc mừng ký chủ thu được Tào tháo hổ báo kỳ ít một nghìn không. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu được tinh anh hộ vệ ít một nghìn. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu được gia Cát liên nỏ ít hai nghìn. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu được cực phẩm nhân tài độc sĩ giả hữu. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu được vũ mục di thư. Nhìn thấy cái này ban thưởng phía sau, lâm giật không kềm nổi là muốn muốn cười lên tiếng tới, lần này ban thưởng quả thực liền là quá nổ tung, không hổ là vương thành ban thưởng A. Chỉ là binh mã liền có một vạn người, vẫn là tào tháo tinh nhuệ hổ báo kỵ, sức chiến đấu tuyệt đối là bạo rạp. Còn có tinh anh hộ vệ một ngàn người, cái này có thể tăng cường bên người lực lượng phòng ngự. Về phần gia các liên nỏ cùng vũ mục di thư liền không nói, cái trước chính là cường lực cung tên, cái sau thì là tới từ nhạc phi binh pháp, cũng là nhạc phi cả đời dụng binh kinh nghiệm, đây tuyệt đối là cực kỳ quý giá. Quyển sách này nghe nói là hư cấu, nhưng không nghĩ tới hệ thống rõ ràng cho mình một bản, nhìn tới thật là có quyển sách này a à, loại này đại thành binh pháp, chỉ cần vận dụng thích đáng lời nói, liền dùng quyển sách này đủ để bồi dưỡng đại lượng danh tướng. Nhất là nhạc phi đối phó kim binh thiết kỵ thủ đoạn, cái kia càng là cực kỳ kinh người, đều nhanh đem vàng binh đánh khóc. Bắc vực mang tộc cũng là kỵ binh chiếm đa số, có thể nói, vũ mục di thư nổi lên vừa đúng. Hai thứ này có thể trên phạm vi lớn tăng cường quân đội sức chiến đấu, chính là tay lương thiết kỵ đanh thép vũ khí. Như thế cuối cùng ban thưởng cực phẩm nhân tài giả hữu, đây cũng là trong vui mừng kinh hỷ, đây chính là tam quốc đỉnh tiêm mưu sĩ, danh xưng độc sĩ tồn tại. Bây giờ chính mình võ tướng có mã siêu, đánh đầu thắng đó. Văn thần có giả hữu, tính toán không bỏ sót lại thêm hộ vệ bên cạnh vương việt, chủ yếu đã là đã có một cái hoàng mỹ bắt đầu đội hình như vậy đủ để nhấc lên sóng to gió lớn. suy nghĩ hơi động, hắn trực tiếp là triệu hoán giả hủ, thuộc hạ giả hủ tham kiến chúa công, không cần đa lễ. lâm vật cũng đang đánh giá giả hủ, hắn nhìn lên liền là một thanh niên bình thường, nhưng mà trong mắt của hắn lấp lóe thần quan, lại không có bất luận kẻ nào dám xem thường hắn. đây chính là độc sĩ giả hủ một cái tại tam quốc sống đến cuối cùng còn kết thúc yên lành đỉnh tim mưu sĩ đủ để chứng minh năng lực của hắn đây tuyệt đối là đứng đầu nhất cái kia một đống tài năng của hắn không cần nghi vấn lâm vật tự nhiên biết một điểm này nguyên cớ đem tình cảnh của mình nói một lần phía sau trực tiếp hỏi nói văn hòa ngươi cảm thấy chúng ta nên làm như thế nào mới có thể mưu cầu lợi ích lớn nhất đây chú công chính là bắt lương thế tử tương lai chú định Bắc lương vương thuộc hạ cho là thế tử chỉ cần chậm chậm tiến dần liền có thể. Giả hữu cười lấy nói. Chậm chậm tiến dần. Không tệ, chúa công địa vị không người nào có thể nguy hiểm, quần thần phương diện áp lực cũng sẽ có bắt lương vương vì chúa công gánh nặng, nguyên cớ thế tử không cần muốn sự tình khác, chỉ cần lớn mạnh chính mình là được rồi. Đối với hắn lời nói, lâm giật ngược lại cực kỳ tán đông. Đại thù phía sau tốt hống mát, những lời này cũng không phải không có đạo lý, phía trước có bắt lương vương treo lên, chính mình hoàn toàn là có thể gối cao không lo. Bất quá lời nói này, cùng không nói đồng dạng A. À. Tây lương đây. Tây lương tuy là ở vào bắc vực, tại mang tộc bên cạnh, đây là một loại thế yếu, cũng là một loại ưu thế. Hắn vừa nói như thế, lâm giật lập tức hứng thú, cái này ưu thế là cái gì đây? Chú công ưu thế rất đơn giản, đó chính là có thể không chút kiên kỵ chinh phục đối phương. Trên thực tế tốt nhất chinh phục, đó chính là đem địch nhân giết sạch, đó mới là tốt nhất nhanh nhất chinh phục. Giả hữu ý vị thâm trường nói. Một bộ truyện khá ổn về mô phỏng. Mình có não, biết cách dùng kim thủ chỉ để đạt được tối đa lợi ích cho mình. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 26 Đại Tổng quản Dết đến còn chưa đủ. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio ha ha, cái này ưu thế ta thích. Nghe được lời giải thích này phía sau, Lâm Dật lập tức sáng tỏ thông suốt, này ngược lại là một cái trực tiếp nhất cũng là bản chất nhất ưu thế. Không hổ là độc sĩ, trực tiếp là gãi đúng chỗ ngứa, cái này ưu thế chính mình thật sự là rất ưa thích. Đối với người khác mà nói có lẽ liền dạng kia, nhưng mà đối với mình tới nói đây tuyệt đối là khéo đến cực điểm, cuối cùng mình có thể lợi dụng cái này ưu thế tới soát ban thưởng cuối cùng tại nhằm vào ngoại tộc thời điểm, chính mình căn bản không cần có nhiều cố kỵ như vậy, có thể không chút kiên kỵ sát lục. Liền giống như lần này bắt lương vương thành, nếu như đổi tại mang tộc địa bàn lời nói, nơi nào còn cần nhiều như vậy hoa hòe hoa sói, trực tiếp là giết đi qua là được rồi. Như vậy lời nói, ban thưởng soát đến nhanh chóng, thực lực của mình cũng sẽ biến đến càng mạnh. Nghĩ tới đây, hắn phân phó nói. Văn hòa, qua một đoạn thời gian nữa, chúng ta liền muốn tiến đến Tây Lương. Có gì cần chuẩn bị, ngươi phụ trách an bài, ta sẽ để hàng tùng phối hợp ngươi. Đã muốn đi cái Tây Lương này, vậy dĩ nhiên phải làm cho tốt chuẩn bị, hắn cũng không muốn muốn ăn không khí. Thuộc hạ minh bạch. Giả hủ gật đầu một cái, chú công tọa trấn Tây Lương lời nói, tất nhiên là yêu cầu lương thực những vật này. Cuối cùng nơi đó trước đây thế nhưng thuộc về mang tộc, tại khai phá phương diện tự nhiên là ở vào rơi ở phía sau tiêu chuẩn cái gì đều cần chuẩn bị một phần mới được e rằng còn cần đại lượng thợ thủ công vô luận là một tượng thợ rèn vẫn là khiếm khuyết như vậy lời nói nhiệm vụ của mình rất nặng a à. lâm giật để người đem mã siêu kêu tới gần nhất hắn tại chỉnh hợp trong tay binh lực nguyên cớ vẫn luôn chờ tại trong quân doanh chúa công ngài gọi ta có việc ân ừ, quyển sách này ngươi cầm lấy đi sao chép một lần rảnh rỗi có thể nhiều nghiên cứu một chút không sai hắn đem vũ mục di thư giao cho mã siêu cảm mã siêu vẫn luôn là một nhân tài nhưng mà tiềm lực của hắn tuyệt đối không phải là vẻn vẹn như vậy hắn có lẽ còn có cao hơn thành tựu mới đúng bản này nhạc phi binh pháp cùng trên người mình lãng phí còn không bằng cho mã siêu cường hóa một thoáng tin tưởng đã có bản binh pháp này phía sau thực lực của hắn có thể nâng cao một bước mã siêu có chút kinh ngạc nhưng vẫn là nhận lấy quyển sách này tiện tay lật ra nhìn lại rất nhanh sắc mặt của hắn liền biến đến ngưng trọng lên, nhìn không được tiếp tục lật xem, thẳng đến cuối cùng hắn càng là nhìn không được cảm thán nói. tốt một bản ở vũ mục di thư, người viết quyển sách này quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm, nếu như xem sớm đến quyển sách này liền tốt. binh pháp này vận dụng chi đạo, quả thực liền là xuất thần nhập hóa, để hắn giật nảy mình. liền giả hữu cũng nhìn không được bu lại, nhìn vài trang phía sau cũng không nhìn được cảm thán không thôi, thở dài nói tốt một cái nhạc vũ mục chỉ bằng bản binh pháp này đủ để nhìn ra hắn đáng sợ tướng quân trận dùng đến cực điểm thế tử ta cảm thấy quyển sách này làm liệt vào cơ mật không phải người tin cẩn quyết không thể cho bọn hắn nhìn hắn nhìn không được nhắc nhở lên quyển sách này có thể bồi dưỡng danh tướng nhưng mà chỉ có thuộc về mình danh tướng mới là tốt nhất danh tướng nếu như rơi vào trong tay người khác vậy coi như là chút phiền phiền toái yên tâm đi trong lòng ta nắm chắc lâm giật gật đầu một cái quyển sách này hắn đương nhiên sẽ không giao cho người khác chỉ có người nhà là có thể nhìn mã siêu nhìn xem thư tịch trong tay cảm động không thôi trầm giọng nói chúa công yên tâm ta một mực sớm ngày nghiên cứu ra quyển sách này chiến pháp giúp chúa công hủy diệt bắt vượt mang tộc báo thù rửa hận hắn cũng nghe nói chú công mẫu thân chết tại những cái này mang tộc trong tay thu này tự nhiên là muốn báo ân Ta tin tưởng ngươi." Lâm Dật gật đầu một cái, cười nói, "Bắc Lương Vương phủ Tiền viện, kể từ khi biết Vương Tử Văn sau khi trở về, lít nhà lít nhíp quan viên đều tìm tới cửa. Một là bởi vì Vương Tử Văn chính là Bắc Lương đại tổng quản, một phương diện khác thì là bởi vì thế tử Lâm Dật bọn hắn không thể trêu vào, đại tổng quản nhưng muốn dễ nói chuyện nhiều. Đại tổng quản, ngươi nhưng muốn khuyên nhủ thế tử, không thể lớn như vậy khai sát giới." thế tử đem không ít quan viên đều bắt lại thẩm vấn, ảnh hưởng này thật sự là quá xấu rồi, bên ngoài người đều nói thế tử xem mạng người như cỏ rác đây. Thế tử nhất định cần phải thật tốt dẫn đường, nếu không sẽ bị cái kia rồng triệu hổ làm hư. Những quan viên này đầu mâu không dám trực tiếp chỉ hướng lâm giật, đành phải là rơi vào trương long triệu hổ trên mình, hết thảy đều trách bọn hắn, bằng không thế tử nhất định sẽ không hung tàn như vậy. Nghe được bọn hắn mà nói, Vương Tử Văn vẫn như cũ là một bộ bình chân như vậy bộ dáng, không có chút nào để ý tới bọn hắn ý tứ. Ngay từ đầu bọn hắn còn xem thường, thẳng đến lão một hồi phía sau, Đại Tổng Quản vẫn không có để ý tới bọn hắn, khiến sắc mặt của bọn hắn biến đến tái nhật. Đại Tổng Quản ngoại hiệu Vương Bán Thành, hắn có một cái mọi người đều biết quen thuộc, đó chính là nếu như hắn cùng ngươi cười mị mị nói chuyện còn tốt. Nếu như chỉ giữ trầm mặt lời nói, vậy coi như là thật sự nổi giận. Hiện tại tình huống này hiển nhiên là cái sau a. À? Hư. Hư lạnh một tiếng, trực tiếp để những quan viên này rùng mình một cái, từng cái giống như chuột gặp được mèo đồng dạng, tranh thủ thời gian là ngậm miệng lại, lạnh run xem lấy đại tổng quản. Đại tổng quản thế nhưng đi theo Vương gia một chỗ khởi sự lão nhân, một thân sát khí không thể so Vương gia ít, hắn tức giận lời nói hậu quả rất nghiêm trọng. Đại tổng quản thứ tội. A, à, một nhóm đồ hỗn trướng còn muốn ta thứ tội vương tử văn ánh mắt đảo qua mọi người cười lạnh nói thế tử chính là ta bắt lương thế tử cũng là ta bắt lương tương lai hy vọng đây là bất luận kẻ nào đều không thể thay đổi sự tình thế tử lần này bị ám sát hắn giết một điểm người làm sao vậy những người này đều đáng chết nếu có người dám ám sát hoàng thượng lời nói ngươi xem một chút chết người là bao nhiêu như vậy đâu chỉ ba ngàn lời vừa nói ra mọi người không kềm nổi là đưa mắt nhìn nhau. Ngay từ đầu còn cảm thấy những lời này có chút đại nghịch bất đạo, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại phía sau, bọn hắn không thể không thừa nhận những lời này không khuyết điểm. Lúc trước hoàng đế Lý An lan soán vị giết gần như năm vạn người, đằng sau tao ngộ ẩn thái tử cựu đạn ám sát, cuối cùng cũng dính liếu hơn hai vạn người, cùng so sánh thế tử quả thực liền có thể xưng là thiện lương. Nói cũng đúng, thế tử đều bị ám sát, giết chút người lại như thế nào? giết đến tốt, thế tử thế nhưng chúng ta hy vọng, ai cũng không thể động hắn. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người lòng đầy căm phẫn lên, trực tiếp là bắt đầu nói những cái này thích khách tiếng xấu. Đại tổng quản nhưng tại nơi này, ai cũng biết hắn đem thế tử coi như mình ra, hiện tại còn nói cái này đó chính là chút phiền phiền toái. Chính như đại tổng quản nói, đối mặt ám sát loài chuyện này, hoàng đế giết người thế nhưng không ít, ai dám đi thuyết phục. Vương tử văn gật đầu một cái, cười nói. Các ngươi có khả năng nghĩ rõ ràng liền tốt, ta bắt lương mới an ổn như vậy mấy năm, bất kỳ bất an gì định thế lực đều không cho phép tồn tại. Ta ngược lại cảm thấy thế tử giết đến còn chưa đủ, phần danh sách này các ngươi cầm lấy, thanh tẩy tiếp tục. Ngoà tao. Những lời này vừa ra, mọi người chỉ cảm thấy rùng mình, cái này thật sự là quá đáng sợ, đại tổng quản rõ ràng ngại dết đến chưa đủ. Một bộ truyện khá ổn về mô phỏng mình có não, biết cách dùng kim thủ chỉ để đạt được tối đa lợi ích cho mình. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 27 Bắc Lương Đại Tổng quản Thanh Tẩy tiếp tục Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Còn muốn Thanh Tẩy Trong đám người hoàng vận đào vụn trộm nuốt một ngụm nước bọt, hắn liền biết lại là dạng này. Đại Tổng quản thế nhưng thương yêu nhất thế tử, lần này thế tử lâm giật tao ngộ ám sát, hiển nhiên là chọc giận Bắc Lương Đại Tổng quản. Mặc dù nói thế tử không có bị thương tổn, nhưng vị này là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Quả nhiên, Đại Tổng quản lại muốn lần nữa thanh tẩy Bắc Lương, đây quả thực là quá ác. Vừa mới danh sách kia hắn cũng nhìn thấy, loại trừ một chút màu xám thế lực bên ngoài, có không ít đều cùng nhiễm gia có quan hệ, chăm này đối là ai liền không cần nói cũng biết. Hắn không có vội vã tỏ thái độ nhưng mà người khác cũng là nhìn không được, trực tiếp là khuyên giải lên, lại như vậy giết tiếp lời nói, bắt lương thành phỏng chừng đều lòng người bàn hoàng. Đại tổng quản vừa mới yên tĩnh hai ngày, lại muốn đại khai sát giới, này lại sẽ không quá mức. Tiếp tục như vậy lời nói, bắt lương tất nhiên không được an bình a. À. Không tệ, hiện tại thích khách chủ yếu đã diệt tuyệt, đại tổng quản cần gì phải giận chó đánh mèo người khác, vẫn là thôi đi tuy là danh sách bên trên người cùng bọn hắn quan hệ không lớn, nhưng mà hiện tại Bắc Lương nhất định cần muốn ổn định lại mới được, bằng không vẫn luôn là loạn tượng lời nói, rất bất lợi tại Bắc Lương phát triển. Mấu chốt nhất là, tiếp tục như vậy lời nói, sớm muộn đến phiên bọn hắn. Tính toán Vương Tử Văn trong mắt lóe lên một tia cười lạnh, mặt âm trầm nói. Các ngươi nhưng biết, một khi ta bắt lương thế tử bị ám sát, ta bắt lương sẽ đối mặt dạng gì hậu quả sao? thế nhân sẽ cho là ta bắt lương già, liền một cái thế tử đều giữ không được, các ngươi biết hậu quả kia ư. t Nghe được câu này phía sau, mọi người không kềm nổi là con ngươi co rụt lại, nháy mắt đã biết đại tổng quản lo lắng. Bắt vực mang tộc cùng những cái kia tay vực chưa quốc. Một khi chuyện này truyền ra lời nói, e rằng cũng thật là sẽ ảnh hưởng bắt lương vương uy tín, thậm chí làm cho người khác khinh thị bắt lương, thậm chí ham muốn bắt lương đất đai cuối cùng một cái liền nhi tử đều không bảo vệ được chư hầu như thế nào còn có thể trấn áp mang tộc cùng tây vực thế nhân chỉ biết cảm thấy bắt lương vương già có thể ai cũng có thể khi dễ cái này chính là một kiện cực kỳ đáng sợ sự tình một khi tây vực cùng bắt vực mang tộc có giả tâm người tất nhiên sẽ lại lần nữa phát động chiến tranh cái này rất có thể sẽ để bắt lương lần nữa lâm vào chiến hỏa bên trong khủng bố như thế ảnh hưởng há có thể dễ dàng như vậy tính toán cái này Mọi người không lời có thể nói, nếu như nếu thật là lần nữa để bắt lương chìm đắm vào địa ngục lời nói, bọn hắn đều muốn là bắt lương tội nhân. Cái này sai lầm bọn hắn có thể đảm nhận không nổi. Hừ. Vương Tử Văn nhìn bọn hắn một chút, trực tiếp là nhìn hướng Từ Trung, trầm giọng nói. Từ Trung, chuyện này giao cho ngươi đi làm, nhất thiết phải để thế nhân biết ta bắt lương lưỡi đau, sát khí càng tại. Thuộc hạ tuân mệnh. Từ Trung khẽ vuốt cầm, không chút nào dừng lại trực tiếp xoay người rời đi tiến đến thay đổi đại quân trời ạ à, vận dụng đại tướng quân từ trung mọi người sắc mặt xám ngoét trong tay từ trung thế nhưng ba vạn nhân mã thế nào đại tổng quản cũng đột nhiên lớn như vậy sát tính cái này so thế tử nhưng hung ác quá nhiều đáng giận nhiễm tử tiến cũng trong đám người nhìn xem cái này một phần danh sách sắc mặt của hắn âm trầm đến cực điểm phần danh sách này bên trong chẳng những là có hắn mấy sản nghiệp rõ ràng tính cả lâm như tùng nâng đỡ ban phái cũng tại bên trong nhìn tới vương tử văn đã biết chính mình chuẩn bị đối phó những ban phái này nếu không hắn tuyệt đối sẽ không động bắt lương vương thế lực đây rõ ràng liền là ra tay trước thì chiếm được lợi thế không cho mình lưu mảy may cơ hội a à. không những như vậy còn lại dựng vào chính mình mấy cái sản nghiệp đây quả thực là quá thua lỗ cho dù là tài đại khí thô nhiễm tử tiến giờ phút này cũng là lộ ra phẫn nộ thần tình nghiến răng nghiến lợi nói. Tốt ngươi cái vương tử văn, ngươi khinh người quá đáng. Ngươi không phải muốn bao che cho con nha, ta nhìn ngươi còn có thể hộ cả một đời sao. Kỵ lư kháng sướng bản, hãy đợi đấy, chúng ta thời gian còn trưởng thành đây. Hắn cũng không đoái hoài đến cái gì đại tổng quản, trực tiếp là phất tay áo rời đi, cái này vương tử văn rõ ràng liền là đánh hắn mặt, hắn cũng không muốn muốn ở chỗ này đợi tiếp nữa. a, à, hy vọng ngươi thức thời đối với hắn rời đi, vương tử văn đáp lại cười lạnh. Nếu như không phải gia hỏa này phía sau có hoàng đế ý chí, hắn lần này cũng sẽ không tùy tiện thả hắn nhiễm gia, ít nhất cũng phải để hắn thoát một tầng bước mới được. Lẩm bẩm. Hai vị đại lão giao phong mọi người thấy trong mắt, nhưng trong lòng thì gấp đến không được, cuối cùng thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn a, à. Không thể trêu vào. Từng cái nhộn nhịp tìm lý do trở về, bọn hắn nhất định cần phải sớm làm chuẩn bị, tránh cho bị thêm một bước liên lụy đi vào, bằng không mà nói hậu quả khó mà lường được. Cuối cùng chỉ còn lại có một người, còn vẫn tại nơi đó ngồi vững. Vĩnh Châu Thái Thú Hoàng Vận Đào Vương Tử Văn nhìn không được cười nói. Hoàng Vận Đào, ngươi cái tên này còn lưu tại nơi này làm gì, ngươi không phải gần nhất bề bộn nhiều việc đi. À, Đại Tổng quản lời này nhưng quá mức, ta bận biểu còn không phải cho Thế Tử xử lý những cái kia chuyện phiền toái các ngươi kim khẩu vừa mở liền muốn giết người, mặt sau này sự tình còn không phải cần ta tới dọn dẹp. Hoàng vận đào oán khí mười phần nói. Mấy ngày này hắn một mực tại xử lý thế tử thanh tẩy bắt lương chuyện sau đó, nhưng làm hắn bận biểu đến đầu óc choáng váng, cũng chịu không ít tức giận. Hiện tại đại tổng quản còn muốn tới một lần, hắn tự nhiên là khó chịu. Ha ha ha. Vương tử văn không kềm nổi là cười ha ha, cười mắng. Ngươi lão gia hỏa này được tiện nghi còn khoe mẽ, nếu như không phải thế tử giúp ngươi đã giải quyết những người kia, chỉ sợ ngươi cả một đời đều không có cơ hội làm mất bọn hắn, đó mới là phiền toái nhất a. À. Đối với Hoàng Vận Đào tên này, hắn nhưng là người quen cũ. Gia hỏa này nổi danh giảo hoạt, nếu như không phải thế tử thanh tẩy Bắc Lương Thành đối với hắn có lợi, gia hỏa này làm sao có khả năng xuất thủ? Trên thực tế Bắc Lương Thành những thế lực này tồn tại, ảnh hưởng lớn nhất liền là Vĩnh Châu cuối cùng những cái này không ổn định nhân tố bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát xảy ra chuyện còn cũng đều là hắn cái này vĩnh châu thái thú chịu oan ức hiện tại thế tử một hơi diệt sạch hắn có thể nói là nới lỏng lão đại một hơi mới phải ha 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 không hổ là đại tổng quản a à, liền biết chạy không khỏi con mắt của ngài a à. hoàng vận đào cười ha ha cũng không có phủ nhận đây quả thật là đối với hắn có lợi a à. hai người nói chuyện với nhau một hồi rốt cục nói đến trọng điểm Hoàng Vận Đào cầm lên danh sách, chỉ vào mấy cái tên ban nói. Cái này mấy cái ban phái đều là vì Vương gia làm việc, thế nào cũng muốn thanh trừ bọn hắn. Bọn hắn bị để mắt tới. Vương Tử Văn cười nói: "Ai? Nhiễm gia?" Thì ra là thế. Hoàng Vận Đào bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai là Nhiễm gia người để mắt tới cái này mấy cái ban phái, nói như vậy đây chính là Nhiễm gia phản kích. Bất quá bây giờ đại tổng quản chủ động thanh tẩy, hoàn toàn là ve sầu thoát xác, có thể tránh tổn thất. Nhìn tới nhiễm tử tiếng lão hồ ly kia tính toán thất bại. Không hổ là vương bán thành, rõ ràng nhanh như vậy liền thấy rõ nhiễm gia phản kích, còn thuận tay lại hố nhiễm gia một cái, đây cũng là không ai. Hắn nhìn không được cười nói. Dạng như vậy, nhiễm tử tiếng tên kia phỏng chừng muốn làm tức chết, chẳng những không có tính toán đến vương gia, còn lại bị đại tổng quản làm thịt mấy đau, phỏng chừng muốn điên rồi a. À cho bọn hắn một chút giáo huấn cũng tốt, miễn đến bọn hắn luôn cảm giác mình có thể tại Bắc Lương làm mưa làm gió. Vương Tử Văn cười lạnh nói. Hoàng vận đau lòng giả biết rõ, vương gia đối với nhiễm gia khoan nhượng đã là đến cực điểm, sớm muộn là sẽ đối bọn hắn động thủ. Đại tướng quân từ trung lúc trước nhắc nhở thế tử, liền là một cái tín hiệu. Không gì hơn cái này thứ nhất, chính mình lại phải giúp bận biểu chùi đích A. À. Một bộ truyện khá ổn về mô phỏng mình có não, biết cách dùng kim thủ chỉ để đạt được tối đa lợi ích cho mình. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 28 Thích khách đến thăm, nhiễm phủ cũng vào thích khách. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Một bên khác, nhiễm tử tiếng giận đùng đùng về đến nhà. Âm Một kiện tinh xảo bạch ngọc lão hổ trực tiếp là bị hắn ngã thành mảnh nhỏ, cả người hắn sắc mặt âm trầm đến cực điểm, nghiến trăng nghiến lợi nói. Vương Bán Thành, ngươi tên Vương Bác Đảng này. Cái này tên đáng chết hiện tại trở về, rõ ràng liền là hướng lấy hắn tới. Lâm giật cái này thế tử uy vọng tuy là bây giờ có chỗ tăng cao, nhưng mà bắt lương đại tổng quản nhưng là chân chính bắt lương vương dưới một người, cái kia uy vọng không phải thế tử có thể so sánh được. Vương tử văn lần nữa phát động thanh tẩy, trực tiếp là làm rối loạn kế hoạch của hắn không nói, còn để hắn có nỗi khổ không nói được, đây quả thực là khinh người quá đáng. Cha, đây là thế nào? Lúc này Nhiễm Siêu trở về, nhìn xem trên đất bạch ngọc lão hổ mảnh nhỏ, nhìn không được dò hỏi. Hắn hôm nay thế nhưng gặp được vui vẻ sự tình, không nghĩ tới chính mình phụ thân rõ ràng còn tại nổi giận, chính mình nhất định cần muốn đem cao hứng sự tình nói với hắn nói một chút a. À. Nhiễm Tử tiếng khoát tay áo, tức giận nói. Tiểu tử ngươi bước đi đều muốn phiêu, xem ra là gặp được chuyện gì tốt chẳng lẽ lại thấy được đẹp mắt cô nương. Tiểu tử này thân là con của mình, không nghĩ đi học thi khoa cử, lại cả ngày không có việc gì, đến mức cùng lâm giật tiểu tử này hợp xưng bắt lương hai đại thế tử, kém chút không đem hắn tức chết. Ngay từ đầu hắn sẽ còn giáo huấn nhi tử mình, nhưng đã đến đằng sau trực tiếp liền từ bỏ. Cũng may chính mình tiểu nhi tử đi học rất có thiên phú, cũng là không đến mức cưỡng cầu đại nhi tử đi học, cùng lắm thì đến lúc đó để tiểu nhi tử tiến vào triều đình là được rồi. hắc hắc, cha ngươi nhưng xem thường ta, ta há lại loại kia sắc trung ngạ quỷ, lần này thế nhưng đại hảo sự. nhiễm siêu đắc ý nói. đại hảo sự. không tệ, bách nguyên quận cái kia quạng mỏ bỏ hoang ta bán cho người khác, bán đi trọn vẹn hai vạn lượng bạch ngân đây. bách nguyên quận quạng mỏ. nhiễm tử tiến hơi sững sờ, lập tức là muốn lên. Lúc trước hắn sau khi đến Bắc Lương, phái người điều tra Bắc Lương tình huống, liền nghe nói nơi này có một tòa to lớn mỏ than sơn mạch, nguyên cớ hắn trực tiếp là cưỡng đoạt tới. Nhưng mà về sau cũng không biết có phải hay không gặp báo ứng, mỏ than mới đào một tháng liền triệt để không còn, nguyên cớ to như vậy quặng mỏ cũng thay đổi thành quặng mỏ bỏ hoang. Đây là Bắc Lương thành rất nhiều người đều biết đến sự tình, hiện tại lại có thế có người tiêu hai vạn lượng bạch ngân mua một tòa phế khoáng núi, đầu năm nay không có đồ đần, làm sao có khả năng có người chủ động mua quặng mỏ bỏ hoang, món đồ kia cậu cũng không cần. Hắn cảm giác có chút không thích hợp, trầm giọng nói. Người nào tiêu hai vạn lượng mua một tòa phế khoáng núi, người nhưng tra rõ ràng bọn hắn mua sắm nguyên nhân, nhưng không nên trúng mưu kế của người khác. Hắc hắc, cha ngươi liền không biết rõ đi, bọn hắn là coi trọng quặng mỏ muối. Nhiễm siêu có chút âm dương quái khí mà nói. Muối. Nghe được câu này, nhiễm tử tiếng hai mắt tỏa sáng nhìn không được bật cười cái này nhưng có ý tứ a à? phải biết những cái kia muối đều là muối độc nếu không hắn đã sớm lấy ra ra bán người kia đem độc này mỏ muối mua đi cái kia nhưng quả thực liền là thật là khéo chính mình vô ích đến hai vạn lượng mà người kia phỏng chừng muốn may mà mất hết vốn liếng muối độc tuy là cũng là muối nhưng mà món đồ kia có thể ăn không được hắn nhìn không được cười nói là ai mua, sau đó nhà chúng ta nghiêm cấm mua bọn hắn muối Hắc hắc, người này liền là lâm vật tùy tùng trương long, Gia hỏa này chỉ sợ là cho lâm vật mua Nhiễm siêu cười hắc hắc, một mặt đắc ý nói Lâm vật người mua Nghe được câu này, nhiễm tử tiếng hai mắt tỏa sáng Lập tức thì là nhịn không được cười lên ha hả Đây thật là một cái tốt đẹp tin tức Người vương tử văn không phải là vì lâm vật tiểu tử này xuất đầu nha lần này lâm vật tiểu tử này chính mình chủ động đụng lên tới cái kia thật đúng là lão thiên có mắt lần này xem ngươi như thế nào lật bàn hắn trầm giọng nói ngươi phái người nhìn kỹ Bắc lương vương phủ chỉ cần lâm vật muối ăn chuẩn bị hướng ra phía ngoài bán các ngươi liền trở lại nói cho ta là được rồi ta ngược lại muốn xem xem bắt lương vương thế tử bán muối độc bách tính phải chăng còn sẽ ủng hộ hắn bán muối độc trong lòng nhiễm siêu nhảy một cái những cái này có độc muối thật một khi bán đi, e rằng toàn bộ Bắc Lương đều sẽ đem Lâm giật cái này thế tử xem như đại địch a. À. Thì ra chính mình tại trong lúc lơ đảng, liền cho Lâm giật hạ một cái chết bộ a. À. Cái này nếu là Lâm giật thật bán đi lời nói, e rằng Bắc Lương Vương cũng không giữ được hắn, vậy hắn nhưng chính là chết tại trong tay mình. Chỉ bằng một điểm này, chính mình liền mạnh hơn hắn. Hắn hưng phấn nói: Phụ thân yên tâm ta nhất định dáng mắt chết hắn lần này ta liền muốn để thế nhân biết không cái gì bắt lương hai đại thế tử ta nhưng mạnh hơn lâm vật nhiều à thứ không có tiền đồ vì cái gì nhất định phải cùng lâm vật so nhiễm tử tiến bất mãn nhìn một chút con của mình không cầu phát triển đồ vật lại không thể có điểm lớp 10 đẳng cấp truy cầu tuy là lâm vật gần nhất biểu hiện đến sát phạt quả đoán nhưng mà lần này vương tử văn sau khi trở về hắn bắt đầu hoài nghi phía sau xuất thủ người căn bản không phải lâm vật mà là vương tử văn lão hồ ly này mới đúng hắn không tin một cái bất học vô thuật người sẽ có biến hóa lớn như vậy điều này hiển nhiên không hợp lý ngược lại thì vương bán thành gia hỏa này từ trước đến giờ đều là cáo già loại kia cái này một loạt thủ đoạn rất có thể chính là hắn lão già chết tiệt này trứng là nửa điểm nhìn không quen chính mình tốt nhiễm siêu mới chuẩn bị nói chuyện hắn đột nhiên con ngươi co rụt lại, nghiêm nghị nói. Bên ngoài có người. Là ai? Lúc trước chính mình phụ thân thế nhưng phân phó, tất cả mọi người không thể tới gần cái này một khối. Hiện tại rõ ràng còn có người tại ngoài cửa sổ nghe lén, vậy hiển nhiên cũng không phải là người nhà. Ta là thích khách. Người bên ngoài đáp lại nói. Nào có chính mình nói chính mình là thích khách. Ý nghĩ này trong lòng hắn chợt lóe lên, chỉ bất quá còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác phần bụng một cổ toàn tâm đau đớn. Nhiễm siêu cúi đầu xem xét, sắc mặt của hắn độ chính là biến đến trắng bệt, bụng của hắn rõ ràng cắm một mũi tên. Chết tiệt, thật là thích khách. Mau tới người, nơi này có thích khách. Nhiễm tự tiếng nháy mắt phản ứng lại, một bên hô to một bên hướng về xó xịn tránh đi, hắn cũng không muốn chết tại thích khách trong tay. Âm. Cửa phòng đột nhiên bị đá mở, theo sau một đạo hắc ảnh trực tiếp là xông vào trong phòng. Người tới một thân y phục dạ hành, chỉ có một đôi mắt lộ tại bên ngoài, giờ phút này cũng là tràn ngập sát khí. Cảm giác này không phải bình thường, đây tuyệt đối là huyết hải thâm cừu loại kia. Hai cha con trong lòng vô cùng đắng chát, cái này chỉ sợ là chính mình đại cừu nhân tìm đến đi, nếu không tuyệt đối không phải là cái biểu tình này. Chết tiệt, lần này phiền phức lớn rồi. Lẩm bẩm nhiễm tử tiến hít sâu một hơi, cố để chính mình trấn định lại, trầm giọng nói. Các hạ tới trước ta nhiễm phủ làm chuyện gì, nếu như nhiễm nào đó có cái gì làm không chiếm được vị, nhiễm nào đó có thể làm mặt chịu nhận lỗi. Người này thân thủ bất phàm, nếu như đối cứng đi lên lời nói, phỏng chừng chính mình hai cha con đều giữ nhiều lành ít. Chỉ có lá mặt lá trái, đợi đến hộ vệ chạy tới lời nói, có lẽ còn sẽ có một chút hy vọng sống. Hừ người tới hừ lạnh một tiếng, không có chút nào dừng lại ý tứ, trực tiếp là hướng về nhiễm tử tiến đi tới. Xong. Sắc mặt nhiễm tử tiến đại biến, người này rõ ràng khó chơi, không chút nào dừng lại liền muốn động thủ, cái này chỉ sợ là quyết tâm muốn giết mình a. À. Một bộ truyện khá ổn về mô phỏng. Mình có não, biết cách dùng kim thủ chỉ để đạt được tối đa lợi ích cho mình. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 29 phiêu hương lâu. Đến thanh lâu cải trang vi hành thế tử. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Chết tiệt, nhất định cần muốn biện pháp. Chính mình thế nhưng nhiễm gia gia chủ, nếu như liền như vậy chết, cái kia không khỏi cũng quá không đáng đến. Trong nháy mắt, trong đầu nhiễm tử tiến hiện lên liên tiếp biện pháp, cuối cùng hắn cắn răng nói. Hảo hán dừng tay, ta có thể cho ngươi tiền, cho ngươi quyền lực mỹ nữ, chỉ cần ngươi thả. Tiền. Người áo đen trong mắt lóe lên một chút nghiền ngẫm, gia hỏa này rõ ràng cho chính mình tiền. Nhiễm tử tiếng vui mừng quá đổi, còn tưởng rằng đối phương động tâm, liền vội vàng gật đầu nói. Không sai, ta cho ngươi rất nhiều rất nhiều tiền, chỉ cầu hiệp sĩ nâng cao đắc. Âm. Còn chưa nói xong, hắn liền bị người áo đen một cước đá bay ra ngoài, trùng điệp đập vào mép bàn bên trên, cảm giác toàn thân xương cốt đều chặt đứt đồng dạng. Vừa định muốn giải dụa, chỉ cảm thấy ngực tê rần, nháy mắt sắc mặt trắng bệt lên. gia hỏa này rõ ràng thật muốn giết mình. bắt thích khách. cũng may lúc này nhiễm phủ hồ vệ rốt cục chạy tới, trong nháy mắt đã đến ngoài cửa. a à, tính toán mạng ngươi đại. người áo đen nhìn người tới, trực tiếp là buông tha tiếp tục đâm giết, theo ngoài cửa sổ nhảy ra ngoài. theo sau mấy cái lên nhảy, biến mất tại nhiễm gia trong hậu viện. gia chủ, ngươi không sao chứ? Chạy tới hộ vệ, nhìn xem ngực còn đang chảy máu nhiễm tử tiến, lập tức sắc mặt đại biến. Một kiếm này thế nhưng tại ngực, gia chủ e rằng giữ nhiều lạnh ít. Nhiễm phủ gặp chuyện, cái tin tức này rất nhanh liền truyền ra ngoài, để bắt lương thành nháy mắt lại sôi trào lên. Đây chính là nhiễm gia, bắt lương đệ nhị gia tộc tồn tại. Hiện tại chẳng những nhiễm gia thế tử chịu một tiễn, rõ ràng liền gia chủ đều bị trọng thương hôn mê, cái này kém chút bị diệt môn A. À. Khá lắm, đây là ai lòng dũng cảm lớn như vậy, rõ ràng liền nhiễm lão hổ cũng dám ám sát. À, cái gì nhiễm lão hổ, hiện tại cũng nhanh thành chết lão hổ. Nghe nói thích khách một kiếm kia đâm vào lòng ngực của hắn, lần này nhiễm tử tiếng chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, phỏng chừng muốn triệt để lạnh. Ta nhìn liền là báo ứng, bọn hắn bình thường cũng không có ít làm việc xấu, đây đều là báo ứng A. À. Dân chúng đối với nhiễm gia gặp chuyện nhất án, đều là nghị luận âm ý bất quá đại đa số đều là nhìn nhiễm gia chuyện cười. Nhiễm gia ngày bình thường đều là cường thế cực kỳ, hiện tại rốt cục ngã xuống ngã nhào một cái. Liền gia chủ đều bị ám sát, cái này nếu là nhiễm tử tiếng hôn mê bất tỉnh lời nói, như thế nhiễm gia cái này một chi người phỏng chừng liền xong. Phiêu hương lâu. Lâm giật chính giữa thảnh thơi nhạc tài uống chút rượu, nhìn xem trên sân khấu vũ động mỹ nhân, hắn lần nữa về tới hoàng khố thế tử nhân vật bây giờ đại tổng quản trở về hắn nhưng là thoải mái nhiều tự nhiên muốn đi ra tiêu sái một thoáng phiêu hương lâu chính là trước đây lâm vật thích nhất tới địa phương cũng là bắt lương thành hiếm có tiêu khiển vị trí rất nhiều thế tử công tử đều ưa thích tại nơi này chơi xem như cấp cao nơi chốn tuy là xem như thế tử đi dạo thanh lâu dù sao cũng hơi không ổn nhưng mà hắn trước đây mỗi ngày tới nơi này hiện tại nếu là đột nhiên không tới người khác ngược lại muốn hoài nghi hắn nguyên cớ hắn nổi lên có lý chẳng sợ hơn nữa theo lấy đại ninh quốc lực khôi phục những cái này ca múa cũng bắt đầu thịnh hành thế nhân học làm sang thích loại này tứ chi mỹ cảm từ đó sinh ra đại lượng vũ cơ phiêu hương lâu xem như thanh lâu tự nhiên cũng là huấn luyện không ít vũ cơ vũ động ở giữa uyển chuyển dáng người nhìn một cái không sót gì để người nhìn chính là mở rộng tầm mắt để lâm vật cũng không khỏi âm thầm gật đầu đẹp quyến rũ giơ tay nhất chân bên trong, mị hoặc tự nhiên mà thành, cái phiêu hương lâu này có có chút tài năng a. À? Thế tử, mỹ nhân này bản lĩnh không tệ, còn có tư thái này, không hổ là hoa khôi a. À? Ở đối diện lâm vật, một cái thanh niên nam tử thì là một bên nhìn xem mỹ nữ, còn một bên tắm tắt lấy làm kỳ lạ nói. Móa! Nhìn thấy hắn dạng này, lâm vật không kềm nổi là tráng mấy đạo hắc tuyến. Khá lắm! Đây là độc sĩ giả hữu sao, thế nào cảm giác cùng khách làng chơi không sai biệt lắm a à? hắn tức giận nói giả hữu người tốt xấu cũng là bản thế tử quân sư đừng nhìn đến mỹ nữ liền không dời nổi bước chân a à. hắc hắc thực sắc tính giả đây chính là thánh nhân nói giả hữu cười hắc hắc hắn nhưng cho tới bây giờ không nhận làm chính mình là thánh nhân ngược lại là một cái tục nhân không có nhiều như vậy hạn chế cái gì đạo đức luân lý đối với hắn mà nói không bằng sống sót trọng yếu còn lại đều là lời nói suông mà thôi. Móa. Lâm giật nhếch miệng, bị gia hỏa này vô sĩ đánh bại. Bất quá ngẫm lại giả hủ một đời, cũng là cảm thấy đương nhiên, đây chính là không câu nệ tiểu tiết giả hủ, đối với những cái này cái gì phẩm đức hiển nhiên không thế nào xem trọng. Dù sao hắn vĩnh viễn không cách nào làm trái chính mình, chính mình cũng không cần thiết thượng cương thượng tuyến. Sự tình làm xong chưa? Lâm giật hỏi giả hủ gật đầu một cái, cười nói: chú công yên tâm, ta đã sớm sắp xếp xong xuôi. bất quá, bất quá cái gì? chúng ta không có tiền. không có tiền. lâm giật lập tức nhíu mày, trầm giọng nói: chúng ta lúc trước quét mấy phương thế lực, làm sao có khả năng không có tiền, lại mua một vài thứ cũng đủ a? À? ngài quên, vương gia cầm đi hơn phân nữa, nói là chịu oan ức đại giới đây giả hữu cười khang nói. Lâm giật vậy mới nghĩ tới, lúc trước chính mình phụ vương thế nhưng vung tay lên, cầm đi chính mình thật lớn một bút lợi nhuận đây. Cái này làm đến chính mình còn thiếu tiền, cái này nhưng là có chút lúng túng. Thế tử, có tin tốt lành. Ngay tại lâm giật căm tức thời điểm, đột nhiên nhìn thấy Trương Long triệu hổ hai huynh đệ cũng tới phiêu hương lâu, chính giữa hướng chính mình chạy chậm mà tới. Cái kia vui sướng tiểu cước bộ, liền cùng nhặt được tiền đồng dạng chuyện gì không phải nói qua cho các ngươi tại bản thế tử cải trang vi hành trà xét thích khách thời gian không nên quấy rầy ư lâm giật cao mày nói ngạch lời vừa nói ra chẳng những là trương long triệu hổ một mặt mộng bức liền giả hữu đều bị kinh đến thế tử lời này quả nhiên là không có kẻ hở a à. đi dạo thanh lâu rõ ràng gọi là cải trang vi hành đây quả thực là thật là khéo thế tử chúng ta cũng không muốn làm phiền thế tử đi dạo thanh lâu đại ca ngươi im miệng cái gì gọi là cùng thanh lâu là không nên đánh quấy nhiễu thế tử cải trang vi hành bắt lấy thích khách nhưng mà thế tử thứ tội lần này là đại hỷ sự chúng ta không thể không làm phiền một thoáng thế tử nhã hứng trương long cũng là bị thế tử tú đến tê cả da đầu kém chút nói sai tốt xấu bị triệu hổ cho kéo trở về nhìn xem thế tử sắc mặt nhiều mây chuyển trong Triệu hổ không kềm nổi là nhẹ nhàng thở ra, còn tốt chính mình cơ trí. Luận kiếm cớ vẫn là đến thế tử điện hạ, nếu không chính mình cũng sẽ không lưng nhiều như vậy hát qua. Cái gì đại hỷ sự? Lâm vật có chút mong đợi nói. Triệu hổ không dám thừa nước đục thả câu, tranh thủ thời gian là giải thích nói. Thế tử, chúng ta tìm tới một chỗ siêu cấp đại mỏ muối, có thể xây dựng cỡ lớn ruộng muối. Dựa theo chúng ta suy tính có lẽ đầy đủ ta bắt lương ăn cả đời toàn bộ bắt lương ăn cả một đời trong lòng lâm giật giật mình cái này phải là nhiều lớn mỏ muối mới có thể để cho toàn bộ bắt lương thành ăn cả một đời a à? nếu như là thực sự hai người này lập đại công lớn như vậy mỏ muối tất nhiên giá trị liên thành chính mình lần này nhưng là muốn phát tài mà lại là phát đại tài a à? mới vừa rồi còn cảm thán thiếu tiền đây không phải đưa tới cửa đi đã có như vậy một tòa màu trắng mỏ vàng, tất nhiên có liên tục không ngừng dòng tiền rơi vào trong tay mình, cứ như vậy lời nói, đủ để chống đỡ chính mình bất luận phát triển gì. Mộ binh, tăng nhanh vũ khí trang bị nghiên cứu phát minh, nuôi dưỡng quân đội. Những cái này cũng đều phải tiền a. À. Nhân vật chính phần đầu gà mờ dần trưởng thành, phần sau bá đạo lưu, lưu ý đây là chuyện hậu cung ngựa giống, anh em không thích mời rẻ trái. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 30 Khuất phục giả hữu, ban thưởng phi hùng quân. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Ân, ừ, các ngươi làm rất tốt. Đối với hai người cố gắng, Lâm Dật đưa ra khen ngợi, đây là tiền cho mình đến một tòa núi vàng A. Cũng may lúc trước không có giết hai cái này hàng, ngược lại hai cái phúc tướng. Đa tạ thế tử khích lệ. Nhìn thấy chính mình thế tử sắc mặt nụ cười, Trương Long, Triệu Hổ hai người lập tức giống như ăn giống như mật đường, cả người đều sẵn. Lần này xem ra chính mình hai người làm đúng. Triệu Hổ nhịn không được tranh công nói: "Thế tử, lần này hai huynh đệ chúng ta thế nhưng đi khắp toàn bộ Bắc Lương, trải qua thiên tân vạn khổ, trải qua 9981 nạn, rốt cuộc tìm được một cái to lớn mỏ muối, tuyệt đối sẽ không để thế tử thất vọng." Mấy ngày này hai bọn hắn huynh đệ chạy một lượt hơn phân nửa Bắc Lương, rốt cục để bọn hắn tìm tới mục tiêu, hiện tại nhất định có thể giao nộp. Ô ô ô, mấy ngày này chính mình cũng trám đen. Bất quá cũng may lần này mình hai người cũng lập công lớn, cuối cùng có thể lập công chuộc tội, không bị thế tử trừng phạt. Mỏ muối vị trí ở đâu? Bách Nguyên Quận. Là hầm muối vẫn là cái gì? Mỏ muối, nơi đó trước đây là quặng mỏ, sinh mỏ than. Bất quá về sau mỏ than bị khai thác hoàn tất, liền bị bỏ phế, hai huynh để chúng ta trực tiếp mua trở về. Trương Long giải thích nói. Lâm Vật nhìn hắn một cái, quái dị nói? Các ngươi không phải là cưỡng đoạt a? À, cái này mỏ muối thế nào sẽ có người bán, cái này không phải là đồ đần a. Hắc hắc, người này thế tử ngài cũng nhận thức, còn cùng hắn có thù đây. Trương Long đắc ý nói. Có thù. Lâm Vật hơi sững sờ, cùng chính mình có thù gia tộc cũng không ít. Cái này cũng không tốt đoán. Triệu hổ cười nói. Là nhiễm gia quạng mỏ, bất quá bây giờ đã là thế tử quạng mỏ, đây là khế ước. Nói xong trực tiếp cầm trong tay khế ước bằng chứng đưa cho lâm vật, đây chính là bọn hắn hao tốn hai vạn lượng bạch ngân lấy được đây. Nhiễm gia. Sắc mặt lâm vật biến đến quái dị. Cái này nhiễm gia rõ ràng đem quạng mỏ bán cho chính mình, cái này nhưng là có chút quỷ dị hắn không có khả năng không biết Trương Long Triệu Hổ, có lẽ có thể đoán được người sau lưng bọn họ, thế nào sẽ còn bán cho chính mình đây. Chú Công, trong này có trá A. À. Giả hủ tự nhiên cũng nhìn ra có vấn đề, trực tiếp từ trong ngực móc ra một bản hồ sơ lật xem lên, theo sau tìm tới thứ mà hắn cần. Hắn đem đưa cho Lâm Giật, chỉ vào một chỗ trầm giọng nói. Thế tử ngài nhìn, nơi này ghi chép nhiễm gia tại Bách Nguyên quận mỏ thang cái đào một tháng liền trống, nhưng mà mỏ than bị đào rỗng phía sau Lại phát hiện đại lượng mỏ muối Bất quá cái này mỏ muối đều là muối độc Nguyên cớ bọn hắn mới buông tha cái này quặng mỏ Vì bảo trì nhiễm gia uy vọng Bọn hắn ẩn giấu đi chuyện này Bây giờ lại bán cho thế tử Đây là có dụng ý xấu Muốn hố thế tử một cái A Muối độc mỏ Nghe được giả hủ lời nói Lâm giật lập tức liền tin tưởng Bởi vì hắn rõ ràng giả hữu động tác hắn lúc trước mượn bắt lương vệ tình báo tài nguyên, còn để vương Việt la võng đem tin tức cũng cho hắn, cuối cùng bị hắn sửa sang lại một quyển sách, danh tự liền gọi là danh sách đen. Chỉ cần là địch nhân của mình, đều sẽ bị hắn ghi chép, nhiễm gia hiển nhiên là trong đó trọng điểm, tự nhiên bị hắn chỗ quan tâm. Hắn tiếp nhận ghi chép nhìn lại, dựa theo phía trên ghi chép, cái này mỏ múa khoảng cách phế khoáng núi còn cách một đoạn, bất quá hẳn là bị cái gì cho nhiễm bẩn, nguyên cớ bị nhiễm da buông tha. Quả nhiên là muối độc, lâm giật sắc mặt không kềm nổi âm trầm xuống. Cái này nhiễm gia quả nhiên rắp tâm hại người, đây là muốn hạm chính mình vào bất nghĩa a. À? Một khi chính mình đem muối độc bán đi tới, tất nhiên dẫn đến bắt lương thành đối chính mình hận thấu xương. Đến lúc đó chính mình phụ thân lúc trước lấy được dân tâm sợ rằng cũng phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không có bắt lương ủng hộ, cái kia muốn bắt lại chính mình nhưng là thoải mái nhiều. Thật ác độc gia hỏa muối độc. Thế tử thứ tội, chúng ta không biết rõ việc này, ta. Trương Long Triệu Hổ thì là sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian là quỳ trên mặt đất, chính mình đây là xử lý một kiện chuyện ngu xuẩn, kém chút để thế tử vạn kiếp bất phục a. À. Một khi muối độc độc chết đại lượng bách tính lời nói, e rằng thế tử cũng không giữ được chính mình, thậm chí bản thân khó đảm bảo. Hai vạn lượng bạch ngân. Liền giả hữu cũng không nhịn được là nhíu mày, con số này nhưng không thấp, đây là một cái rất lớn tổn thất. Tuy là hắn mưu kế chồng chất, nhưng mà đối mặt muối độc hắn cũng không có biện pháp. Cái này hai vạn lượng bạch ngân, chỉ sợ là không tìm về được, cuối cùng ngươi tình ta nguyện giao dịch, vương phủ cũng không cách nào nhúng tay. Bất quá cái này nhiễm gia dám tính toán thế tử, hắn giả hữu cũng sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Tốt một cái nhiễm gia, ngươi thành công đưa tới ta giả hữu chủ kiến hy vọng các ngươi sống lâu trăm tuổi a. À. Trong lòng hắn cười lạnh nói. Quân nhục thần tử, dám tính toán chủ công của mình, quả thực liền là tự tìm cái chết. Nhìn thấy phản ứng của bọn hắn, Lâm giật đột nhiên cười lên, cười to nói. Ha ha, bất quá đều là chuyện nhỏ mà thôi, các ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Chuyện nhỏ. Giả hữu công ngươi có rụt lại, bị chính mình chúa công khí phách cho choáng váng, hai vạn lượng bạch ngân rõ ràng đều chỉ là chuyện nhỏ. Lâm giật gật đầu một cái, khinh thường nói. Hai vạn xuyên qua mà thôi, nhiễm gia có lẽ hiện tại ngay tại sung sướng, nhưng mà tương lai không chừng thế nào khóc đây. Chú công khí thôn thiên hạ, giả hữu bái phục. Giả hữu đột nhiên quỳ, một mặt thoải mái tiếp thu bộ dáng, trong ánh mắt thậm chí còn có từng tia từng tia sùng bái. Khó trách có thể là chủ công của mình, chỉ có đi ngược dòng nước, đây mới thật sự là cường giả A. À. Ý gì? Lâm giật trận mắt hốc mồm, thế nào vị này độc sĩ giả hữu dường như có chút không thông minh bộ dáng, đột nhiên liền quy. Còn có cái này một mặt sùng bái bộ dáng, đây là cái quỷ gì? Đinh. Mới chuẩn bị nói chuyện, trong đầu truyền đến tin tức, để hắn lập tức đại hỷ. Đinh. Chúc mừng ký chủ lấy đức phục người, thành công khuất phục danh nhân độc sĩ giả hữu ban thưởng phi hùng quân một ngàn người ban thưởng cực phẩm bồ câu đưa thư làm cáp một trăm cái hệ thống bị kinh động cái này cũng có thể lâm vật hưng phấn không thôi chính mình chiêu mộ người rõ ràng cũng có thể bị lấy đức phục người đây thật là thật là khéo hơn nữa theo nhắc nhở nhìn lại khuất phục phía sau còn nổi danh người bổ trợ rõ ràng trực tiếp cho mình đại bạo đây là chuẩn bị trực tiếp nhảy lên a lần này giả hữu trên mình soát ra ban thưởng thật không đơn giản, so với lúc trước mã siêu tay lương thiết kỵ, chỉ có hơn chứ không kém. Vô luận là phi hùng quân vẫn là bồ câu đưa thư, đối với mình tới nói đều là vật rất trọng yếu. Phi hùng quân Đừng nhìn cái tên này có chút gấu bên trong hùng khí, nhưng mà lực chiến đấu của hắn cũng không phải đùa giỡn, cái này chính là động trác bộ hạ mạnh nhất tinh nhuệ, mà lại là không có cái thứ hai. Lực chiến đấu của hắn mạnh bao nhiêu, căn cứ ghi chép phi hùng quân có thể gánh vác 500 cân, ngày đi 700 dặm. Vì thành lập cái này một chi quân đội, đóng trác tại 30 vạn đại quân bên trong, cũng chỉ chọn lựa 3.000 người thành lập phi hùng quân, có thể tưởng tượng hắn cường hãn, đây tuyệt đối là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Bằng vào phi hùng quân, đóng trác nhập chủ trung nguyên, khống chế hán thất, để 18 lộ chư hầu nghe tin đã sợ mất mật. Tóm lại, phi hùng quân treo tạc thiên về phần bồ câu đưa thư cũng không cần nói cái này chính là tình báo truyền lại mấu chốt thứ này xuất hiện thế nhưng đủ để giảm thiểu đại lượng cước lực mà lam cáp thuộc về cực phẩm bồ câu đưa thư nghe nói có thể một ngày không ăn không uống liên tục bay loại kia mặc dù có chút không hợp thói thường nhưng mà đủ để chứng minh sự lợi hại của nó một bộ truyện khá ổn về mô phỏng mình có não biết cách dùng kim thủ chỉ để đạt được tối đa lợi ích cho mình tải áp nghe trọng bộ ở phần mô tả